chương 41. 41. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Thu Thu thường xuyên ở tại hảo vài cái giới giải trí bác quái diễn đàn cùng ủy bộ thượng, loại này bác chủ có thật liêu giả bộ liêu, thời gian lâu liền sẽ biết ai là thiệt hay giả. Tối hôm qua cái kia bác chủ tuyên bố hai cái khách quý, nói có cái không biết, một cái khác là trong vòng, hơn nữa viết tắt, cho nên ta đoán là ngu minh nhã, bất quá còn không quan tuyên, cũng không nhất định, cái gì tống nghệ? Ngu trà hỏi. Một cái thanh xuân loại hình, gọi trao đổi nhân sinh, không biết ngươi xem qua không? Lâm thu thu sư đi ra tống nghệ tên, nhà có tiền hài tử cùng nông thôn hài tử trao đổi sinh hoạt, kỳ hạn một cái nguyệt. Ngu trà nghe qua cái này tống nghệ, bởi vì ủy bộ thượng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít video, còn có một chút khôi hài ngạnh cũng là xuất tự cái này tống nghệ, chân chính một kỳ nội dung là không xem qua cái này tiết mục nếu biểu hiện được hảo là rất hút phấn. Nàng suy tư vài giây, có kết luận. Liền nhìn ngu minh nhã có thể hay không biểu hiện được hảo. Lâm Thu Thu cao mày nói. Trước kia tiết mục trong hài tử đều là đi cải tạo, nàng có gì muốn cải tạo? Cũng là, nàng yêu cầu cải tạo. Nàng ha 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 cười rộ lên. Ngu trà mỉm cười, chờ đến lúc đó sẽ biết. Nàng cảm thấy ngu minh nhã sẽ ăn không hết nơi đó khổ, bởi vì ngu minh nhã bình thường ở nhà đều là nô dịch nàng quần áo đều không có tự tay tẩy quá một lần lâm thu thu không thế phủ nhận này tống nghệ đại khái tháng sau liền khai chụp để tránh tiến vào mùa đông khó làm đến lúc đó hẳn là mùa đông hoặc là nghỉ đông bá đi ra đi dù sao mùa đông xuyên áo lông chụp còn đỉnh tốn công lại lãnh đương nhiên là nhanh chóng chụp mau chạy ra đây tốt nhất ngu trà đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hỏi ý kiến đây chẳng phải là cùng nàng trao đổi người sẽ đến chúng ta trong trường học đọc sách. Đối. Lâm Thu Thu gật đầu. Đọc sách, ăn, mặc, ở, đi lại chờ một chút, đều là dựa theo ngu minh nhã sinh hoạt tới. Ngu trà như có điều suy nghĩ, không biết chính là ai tới. Đời trước ngu minh nhã xuất đạo sau thuận buồn xuôi gió, căn bản là không có xuất hiện cái này tống nghệ, ngược lại là tại cao khảo sau tham gia một cái luyến ái tống nghệ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là khi đó đã thành niên luyến ái tống nghệ mánh lới đánh đến rất hảo an bài một cái lưu lượng hơn nữa nàng gia thế tại miếng cùng người xem nhìn tới là rất hảo cho nên hút phấn vô số mà ngu minh nhã bên này cũng là thập phần không vui mụ ngươi như thế nào sẽ đồng ý tiếp như vậy cái tiết mục ngu minh nhã đã về nhà ở nhà tỉnh dưỡng ta không muốn đi nông thôn nàng từ tiểu nương chiều từ bé như thế nào có thể đi xuống đất, còn trụ kia loại phá phòng ở, lọc gió lậu vũ, mặc quần áo đều là rách rưới. Ngu Minh Nhã tự nhiên là biết này tống nghệ, chính là được biết chính mình muốn tham gia liền tuyệt không vui vẻ, nàng không thể chịu đựng được cuộc sống như thế. Ngươi hiện tại chẳng lẽ tưởng về trường học. Trần Mẫn Quyên đem văn kiện đặt lên bàn, cái này tống nghệ này hai năm rất hỏa, ta tra quá, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, nhất định sẽ rửa sạch trước sở hữu cố định ấn tượng bây giờ là tống nghệ đương đạo thế giới ngôn minh nhã còn muốn nói điều gì nhìn đến trần mẫn quyên nặng nề sắc mặt liền chỉ có thể gật gật đầu có thể hay không nhượng tiết mục tổ dàn xếp một chút nàng đương nhiên là không tưởng về trường học đã trải qua cái này sự nàng hiện tại chỉ sợ trong trường học người sẽ phát hiện cái gì dị thường cùng này thấp thỏm đến trường còn không bằng tham gia tống nghệ trần mẫn quyên cười nói đây là tự nhiên ta có thể làm cho ta nữ nhi bảo bối chịu thiệt sao, đừng lo lắng, camera sau sinh hoạt sẽ không kém. Ngu Minh Nhã tùng khẩu khí. Vậy là tốt rồi. Nàng cũng không phải kháng cự loại này tống nghệ, dù sao nàng hiện tại thập phần thích giới giải trí, thích nhìn đến khen nàng miếng. Chính là khó có thể tiếp thu nông thôn dơ bẩn sinh hoạt, nếu thật sự chính là camera trước làm bộ dáng, khi nàng nhẫn một cái nguyệt là có thể. Chờ tiết mục bá đi ra, nàng sẽ đại hỏa. Tuy rằng chụp tiết mục, nhưng là ngươi thành tích không thể giảm xuống. Trần Mẫn Quyên dặn dò. Đây là ngươi người trọng yếu nhất thiết chi nhất, ngươi có thể tại tiết mục trong nhiều đọc sách. Ta biết. Ngu Minh Nhã hung hăng gật đầu. Học bá nhân thiết tại giới giải trí như vậy nổi tiếng, nàng không có khả năng buông tha. Đối, trường học kỳ trung khảo thành tích cái gì thời điểm đi ra? Ngu Minh Nhã đột nhiên tưởng khởi vấn đề này, mụ mụ ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta. Nàng còn muốn phát quay bộ, nghe miếng thổi phòng. Trần Mẫn Quyên nói. Quá mấy ngày. Chờ nàng đi sau, trong phòng an tỉnh lại. Ngu Minh Nhã cúi đầu, không cấm thấy được đã khép lại một chút miệng vết thương, thanh thanh sở sở mà nhắc nhở trước xảy ra chuyện gì. Nhất Trung đối với lần này Nguyệt Khảo thành tích rất chú ý, lại thêm thượng là mấy giáo liên khảo, cải bài thi so bình thường nghiêm khắc nghiêm túc rất nhiều, cho nên thành tích đi ra được có chút chậm xuất thành tích kia thiên trong lớp nhân tâm hoảng sợ lâm thu thu liền kém không có tại chính mình trên bàn bãi đồ vật thắp hương bái phật nói thầm đạo ta xong rồi bài thi đều giảng giải xong rồi ngu trà ăn ngay nói thật ta nhớ rõ ngươi khảo hẳn là còn tính không sai lão sư đã cho đáp án đề mục cũng đã giảng giải hoàng có thể nói trừ bỏ một ít vấn đề nhỏ bên ngoài sở hữu hết thảy đều đã định ra đến. Ngu trà không biết ngữ văn thành tích nhiều ít, nhưng là hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, dù sao phân kém không có khả năng trên trời dưới đất. Lại nói như thế nào, không lấy tới tay, vẫn là sẽ thấp thỏm. Ngươi không hiểu, đây là hàng ngày khủng hoảng. Lâm thu thu hô suốt một hơi. Cuối cùng kết quả một ngày không đi ra, liền một ngày không an lòng. Hảo đi. Ngu trà chỉ có thể an ủi nàng buổi chiều đệ nhị tiết khóa, chủ nhiệm lớp cầm đóng dấu hảo phiếu điểm vào phòng học, toàn bộ phòng học lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chủ nhiệm lớp run rẩy hai trương đơn bạc giấy, nói: "Cuộc thi lần này có rất nhiều người đều cùng trước kia thành tích không giống nhau, có tiến bộ có lui bước, ta từ phía sau bắt đầu niệm." Toàn ban đồng học đều cúi đầu. Đại khái kép nhất thời điểm chính là lúc này, từ cuối cùng một danh niệm đứng lên, sở hữu người cũng biết toàn ban đồng học thành tích có thể quá đáng, nhưng là không ai dám phản bác chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp niệm được ngữ tốc không chậm, trầm ổn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng học, phía dưới lặng ngắt như tờ. Lâm Thu Thu cảm khái. Ai, trà trà, ta muốn ngất. Ngu trà đang tại chỉnh lý sai đề, nghe vậy nói. Dù sao trường học có phòng y tế, không cần lo lắng. Qua, trà trà ngươi biến thành xấu A. Lâm Thu Thu thật sự là không nghĩ tới, duỗi thủ trạc trạc nàng cánh tay ngươi có phải hay không cùng lục dĩ hoài như vậy tại cùng nhau chơi được lâu mà bắt đầu phúc hắt ta có sao ngu trà buông xuống bút có a à? lâm thu thu nói ngươi không phát hiện ngươi gần nhất biến hóa rất đại sao bất quá ta thích ngươi biến hóa nàng nói là thật tâm nói ngu trà sững sờ một chút mặt mày không tự giác tùng tùng nàng đang muốn mở miệng lại nói cái gì trên bục giảng chủ nhiệm lớp đã niệm đến phía trước một ít tên. Ngu trà, lớp đệ nhất, niên cấp đệ tam. Toàn bộ phòng học người tề soát soát mà đều nhìn hướng về phía bên cửa sổ. Ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ tự hồ đang tại xuất thần, phiêu lượng dung nhan một nửa bóng mờ một nửa quang, như là một bức tinh mỹ tranh sơn dầu. Tan học không suốt một phút đồng hồ thời gian, nhất trung tay ba liền náo nhiệt đứng lên. Một cái nặc danh tiểu hào phát rồi một cái thiếp mời hôm nay kỳ trung khảo thành tích xuống dưới, các ngươi biết ngu minh nhã nữ thần khảo nhiều ít sao? Lớp chúng ta còn chưa nói thành tích ni, mặt khác bang đã xuống dưới sao? Loại này nói chuyện nói một nửa lâu chủ nên bị đặt tại hỏa thượng nướng, rốt cuộc nhiều ít phân có thể hay không cấp cái đáp án. Ta biết, niên cấp 105 danh. Hòa tàu, thật vậy chăng? Giảm xuống như vậy nhiều, trước không là ủy bộ thượng nói muốn khảo niên cấp trước thập sao, này tự mình đánh mặt cũng quá có thể đi. Ta đi nàng quay bộ vây xem một chút. Nàng không phát thành tích, cũng có thể là không dám phát đi, ngu minh nhã hiện tại xảy ra chuyện gì? Cuộc thi trước đều không đến lên lớp, thảo hoàng sau liền lại đi rồi, này có phải hay không không tính toán hảo hảo học tập, có này thành tích cũng bình thường. Niên cấp 105 cũng là hảo thành tích, có thể một bên diễn kịch một bên có loại này thành tích đã là phi thường hảo, các ngươi cũng quá toan đi có lẽ là ngu minh nhã gần nhất biến mất được quá mức kỳ quái, thiếp mời không bao lâu liền hồi phục quá 500, cơ hồ toàn bộ trường học cũng biết ngu minh nhã thành tích giảm xuống nghiêm trọng. Đến nỗi nàng sở tại lớp chủ nhiệm lớp càng là sắc mặt khó coi. Đặc biệt biết ngu minh nhã muốn xin phép một cái nguyệt, chỉ là vì đi chụp tống nghệ thời điểm, hắn liền càng đổ được luống cuốn. Đây là nhớ rõ chính mình học sinh thân phận sao. Ngu trà được biết ngu minh nhã thành tích thời điểm chính đang uống nước, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra đi, nàng xảy ra chuyện gì? Làm ta sợ muốn chết. Lâm Thu Thu nói. Ai biết nàng xảy ra chuyện gì, này học bá nhân thiết băng được quá nhanh đi. Ngu trà động thủ nhìn hoàng một phần thiết mời nội dung. Nàng đại khái hiểu biết một ít, ngu minh nhã này thành tích giảm xuống chỉ sợ rất đại một phần nguyên nhân là tâm tính bất ổn, dù sao cuộc thi trước đã xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình, cố tình nàng lại không có khả năng nói ra, này chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Ngu trà đỉnh thích nghe ngóng. Hiện tại ngu minh nhã là chính mình cho chính mình đào hố, chính mình thậm chí đều không cần động thủ, đối phương liền tìm được một điều tìm đường chết con đường, tại mặt trên càng chạy càng xa. Nguyên bản cũng cố học bá nhân thiết như vậy hút phấn, kết quả lẫn lộn đầu đuôi, đi tham gia tống nghệ, thật đúng là không mắc thấy. Ngu trà đang muốn lui ra ngoài, liền nhìn đến lại nhiều một cái thiếp mời, Ngưu phê. Các ngươi biết nữ thần muội muội lần này khảo nhiều ít sao? Khảo nhiều ít? Hàng trước chờ dư chờ đồ. Không cần chờ, niên cấp đệ tam, toàn thị trước thập, lớp chúng ta chủ nhiệm đã niệm tam tiết khóa, không biết còn tưởng rằng là tự chúng ta ban. Đối đối đối, tiếng anh liền khấu nhất phân, chúng ta anh ngữ lão sư thiếu chút nữa không đem chúng ta mắng chết. Lại không là mãn phân. Trên lầu nói như vậy, khi ngươi khảo một cái đi ra a. À, kỳ thật có câu không biết có nên hay không nói. Các ngươi không cảm thấy ngu trà cũng rất dễ nhìn sao, hơn nữa thành tích luôn luôn rất hảo, ngoan ngoãn xảo xảo thật đáng yêu, hoa hậu giảng đường bình xét vì cái gì không tuyển thượng nàng. Thiếp mời đến mặt sau tất cả đều biến thành hoa hậu giảng đường bình chọn yêu cầu rốt cuộc là cái gì, còn có nói muốn nhanh chóng trọng tuyển. Đồng học nhóm trước kia tầm mắt phần lớn đều tại ngu minh nhã cùng đường hiểu thanh trên người, lần này ngu minh nhã tự đoạn một tay, lại không ở trường học, mục tiêu liền đã xảy ra rời đi. Ngu trà nhìn đều liếu lưỡi. Ngồi cùng bàn lâm thu thu đến phù khoa biểu diễn. Trà trà, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phát động các loại tiểu hỏa bạn cho ngươi đầu phiếu. Ngu trà nhanh chóng rời khỏi. Đình chỉ, loại này trên danh nghĩa lại không thể cho ta thêm phân, lên làm cũng không có gì dùng. Như thế nào vô dụng? Lâm Thu Thu nói về sau vừa nói khởi hoa hậu giảng đường, thì phải là ngươi, đem ngu minh nhã cấp ném tới góc xó đi. Nàng sẽ tức chết. Ngu trà bị nàng đậu cười. Tức chết tính. Lâm thu thu khoát tay. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, ngũ ban cửa mắt thường có thể thấy nhiều một ít đến vây xem đồng học, còn có các loại giả vờ ngẫu ngộ, ngu trà trên bàn cũng nhiều một ít lễ vật. Chính là học tập gấp gáp, việc này rất khoái lại yên lặng đi xuống. Những trường học tai ba lần thứ hai nhiệt đứng lên chính là thứ nhất tân tin tức Tại tân một vòng kéo cờ nghi thức thượng, giáo dục chủ nhiệm tuyên bố một sự kiện Kế tiếp một cái nguyệt, Ngu Minh Nhã Đồng Học tham gia trao đổi nhân sinh Tiếp một đêm sẽ ở trường học quay phim, cùng nàng trao đổi Trần Thanh Mai Đồng Học cũng sẽ ở trường học lên lớp, đại gia chú ý hài hòa hữu ái, hỗ giúp hỗ trợ Dưới đồng học châu đầu ghé tai, nghị luận ồn ào hiển nhiên loại này sự đối với vẫn luôn ở trong trường học sinh hoặc học sinh vẫn tương đối có lực hấp dẫn kia loại đối với giải trí tò mò kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc ngu trà lại bị để lại xuống dưới ngũ ban chủ nhiệm lớp nói giáo dục chủ nhiệm có việc tưởng với ngươi nói đại khái là về cái này tiết mục quay phim sự tình ngu trà buồn bực có quan hệ gì với ta sao nàng cùng ngu minh nhã lại không tại đồng nhất cái lớp hơn nữa một cái phòng học tại lầu 2, một cái tại lầu một tối chỗ ngoặt. Giáo dục chủ nhiệm nhìn thấy ngu trà, cười tủm tỉm mà nói. Ngu trà đồng học lần trước kỳ trung khảo thành tích rất xuất sắc, hy vọng không ngừng cố gắng. Ngu trà ngoan ngoãn đáp. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lần này tìm ngươi ni, là về trao đổi nhân sinh, cái này quay phim vấn đề, dù sao ngươi cùng ngu minh nhã đồng học quan hệ đặt ở nơi đó. Giáo dục chủ nhiệm không nói nhảm nhiều, thẳng vào chủ đề. Tác giả có lời muốn nói. Vui với kính dân ngu minh nhã đồng học hiện trường biểu diễn vi nàng người làm giá y. Chương 42 42 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta cũng không có tham gia cái này tống nghệ, hơn nữa hai cái lớp ly được xa như vậy, hẳn là không có cái gì cùng xuất hiện đi. Ngu trà theo bản năng mà liền phủ định cái này quyết sách nàng ngu minh nhã tham gia tống nghệ cùng chính mình có cái gì quan hệ, hơn nữa trao đổi tới cái kia người lại cùng nàng không biết, không tất muốn đi làm cái gì. Ngu trà đồng học, tiết mục tổ được biết các ngươi là tỉ muội tất nhiên sẽ quay phim một hai cái màn ảnh. Giáo dục chủ nhiệm cũng bắt đầu khuyên bảo. Yên tâm hảo, trường học trước hiệp thương quá, không sẽ nhượng bọn họ quấy rầy ngươi học tập, này điểm trường học tự nhiên là mãnh liệt yêu cầu kỳ thật trường học cũng cũng không là không đồng ý tiết mục quay phim dù sao đây là cái phi thường hảo tuyên truyền cơ hội ninh thành nhất trung tuy rằng rất nổi danh nhưng cũng không là toàn quốc người cũng biết có thể tại tống nghệ tiết mục thường xuất hiện biểu hiện ra thầy giáo năng lực lần tiếp theo khẳng định sẽ càng xuất sắc đương nhiên chính yếu chính là tiết mục tổ ở trong trường học quay phim thời gian không sẽ bao lâu bởi vì tổng cộng màn ảnh chỉ cần như vậy vài cái một kỳ là cắt nối biên tập vài ngày nội dung những lúc khác tất cả đều là không ở trường học. Chủ nhiệm Ngu trà kêu một tiếng. Ngu trà đồng học có cái gì yêu cầu có thể trước tiên đề xuất đến. Giáo dục chủ nhiệm thập phần hòa ái, nhất là trước mắt người học sinh này thành tích ưu dị. Ta chỉ hy vọng không nên hỏi ta rất tư mật vấn đề. Ngu trà liễm mi, tự hỏi thật lâu sau, đối với có chút vấn đề, ta sẽ trực tiếp cự tuyệt trả lời. Cho nên đến lúc đó cấp tiếp một tổ nang kham, liền không nên trách nàng đây là đương nhiên giáo dục chủ nhiệm vừa nghe nàng đáp ứng vội vàng mở miệng yên tâm nếu có mạo phạm chúng ta trường học cũng sẽ giao thiệp sẽ nhượng tiết mục tổ cắt bỏ vậy là tốt rồi ngu trà gật đầu kế tiếp giáo dục chủ nhiệm liền dặn dò một ít nội dung bao quát nếu chụp đến hỏi ý kiến trường học vấn đề nên như thế nào chính năng lượng trả lời ngu trà nhất nhất ứng này đó đều là thuận miệng liền có thể trả lời. Trở lại phòng học sau, Lâm Thu Thu liền xích lại đây, nhỏ giọng hỏi. Giáo dục chủ nhiệm gọi ngươi đi có phải hay không hỏi tống nghệ tiết mục sự tình? Ngu trà kinh ngạc. Ngươi đoán đích thực chuẩn. Lâm Thu Thu một liêu tóc, thập phần tự tin. Khi là đương nhiên, cũng không nhìn nhìn ta là người như thế nào, hơn nữa hiện tại trừ bỏ khen ngươi thành tích cuộc thi, kia bằng không còn có chuyện gì. Ngu trà xoa bóp nàng mặt, ngươi thông minh nhất nha. Lâm Thu Thu lấy khai nàng tay, hiếu kỳ nói. Cho nên rốt cuộc là cái gì sự a? À? Ngu minh nhã bên ngoài thượng là ta tỷ tỷ, tiếp một tổ lần đầu tiên khả năng sẽ chụp ta vài giây đi. Ngu trà thuận miệng nói. Tự nhiên không có khả năng vượt qua rất nhiều, dù sao nàng lại không là khách quý, chỉ khả năng mượn cùng gia nhân làm tốt quan hệ lấy cớ, nhượng Trần Thanh Mai cùng nàng chào hỏi linh tinh khi ngươi muốn hảo hảo biểu hiện, chợt lóe mà qua cũng muốn diễm ác ngu minh nhã. Lâm Thu Thu trợn to mắt, dặn dò. Có chút thời điểm, nhiều màn ảnh ngược lại không bằng vài giây, bởi vì kia vừa nói liền kinh diễm, không có bất luận cái gì khuyết điểm ngược lại sẽ nhượng người ký ức càng thâm. Ngu trà nhếch môi cười, biết rồi. Nàng đối việc này cũng không thế nào để bụng, bình thường biểu hiện liền hảo. Đối, trà trà, ngươi như thế nào mỗi ngày mang đường mang nải, lại không thấy ngươi ăn nhiều ít. Lâm Thu Thu xuất ra hai viên đường cho nàng, đây là ta mới nhất yêu thượng, muối vị, ngươi nếm thử. Đỉnh ăn ngon. Ngu trà trực tiếp không nhìn thượng một vấn đề. Nàng tổng không thể trực tiếp nói, đại bộ phận đường cùng nải đều bị nàng lén lút tắt lục dĩ hoài ngăn bàn đi. Nhất bang, còn không lên lớp. Tiểu tẩu tử bị giáo dục chủ nhiệm lưu lại, có phải hay không muốn bị thưởng cho cái gì a? À? Tần Du một bên chơi game, một bên suy đoán. Ta cảm thấy ngược lại có thể là cái kia gọi gì gì đó tống nghệ sự. Tô Ngọc lấy túi chuối tiêu làm, nhai được giòn, nói: Dù sao tiểu tẩu tử cùng ngu gia còn không đoạn quan hệ. Có đạo lý. Ngu Minh nhã thật sự là sự nhiều. Lục Dĩ Hoài ngồi ở trong trắc, thập phần an tĩnh, từ cái bàn trong lấy ra một phen kẹo. Lục khai trong đó một viên bỏ vào trong miệng. Ngọc liệm hương vị lan tràn tại đầu lưỡi. Hắn nửa hiếp lại mắt, không tấm tưởng khởi trước ngu trà lần đầu tiên cấp hắn đường thời điểm, kia phút kiều kiều sợ hãi bộ dáng. Thật sự là ta thấy hãy còn thương. Tô Ngọc thoáng nhìn hắn bộ dáng này, thiếu chút nữa không đem trong mắt trừng rơi xuống, nhưng là ngược lại tưởng khởi tự hồ việc này đã thập phần bình thường. Mỗi ngày lục ca cái bàn trong đều sẽ xuất hiện mới nhất đường cùng nãy. Cái khác đồ vật đều sẽ bị ném, chỉ có này đó sẽ lưu lại. Này người chung quanh ai cũng biết là ngu trà đưa. Đương nhiên ngu trà không mở miệng, bọn họ cũng không có khả năng đi đánh vỡ cái này, vạn nhất nhượng Lục ca kế hoạch đưa điểm, đây chẳng phải là bọn họ thảm nhất. Quả người khác làm cái gì? Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt mở miệng. Lục ca, tiếp một tổ vì thu thị xuất bất kể cái gì đều làm ra được đến. Chu Chu nghe được nói chuyện, Thấu lại đây nói. Tiểu tẩu tử không chừng bị cắt nối biên tập thành bộ dáng thế nào ni? Hắn bình thường sẽ nhìn một ít tống nghệ, thường xuyên có thể nhìn đến có minh tinh thượng một kỳ bị phủng thượng thiên, hạ một kỳ liền khả năng bị mắng thành tẩu. Tần du mới vừa thắng một ván. Hắc, ăn gà. Cứ như vậy không thể được, bọn họ dám bôi đen, nhượng bọn họ đầu nở hoa. Vài cái người nhất tề nhìn hướng lục dĩ hoài. Lục dĩ hoài thập phần đạm nhiên. Bọn họ không dám. Tháng 11 sơ, tiếp mục tổ bắt đầu quay phim. Ngô Minh Nhã tổn thương đã hoàn toàn hảo, cho nên tại đầu tháng liền khai chụp, cùng ngày ăn mặc thập phần phiêu lượng hoạt bát, đại khái là bởi vì đây là cuối cùng một lần mặc quần áo tử tế thời điểm, cho nên xuyên váy. Nàng tiến vào sơn thôn đồng thời, Trần Thanh Mai đi tới Ngu Gia. Tiếp mục tổ đầu tiên liền đối với Ngu Gia Kim Bích Huy Hoàng Hào Trạch nhất đốn chụp, sau đó lại đem màn ảnh chuyển tới nhát gan trần thanh mai trên người loại này tiết mục chính là muốn nhìn tương phản trần thanh mai có hai cái cùng quay phim giống sư còn có một cái màn ảnh là hàng chục chủ yếu là chụp đại cảnh bình thường cũng không làm cho người chú ý ngu gia sinh hoạt rất bình tĩnh trần mẫn quyên vì xây dựng xuất chính mình hào phóng cho nàng mua rất nhiều hảo đồ vật đem nàng từ đầu tới đuôi ăn diện một phen tại màn ảnh trước cũng là nói chuyện thập phần ôn nhu nàng nhượng ngu minh nhã tiếp cái này tống nghệ cũng là vì chính mình nếu không là một cái khác tống nghệ cự tuyệt nàng cũng sẽ không lui mà cầu tiếp theo lựa chọn cái này nhượng ngu minh nhã đi nông thôn chịu khổ chỉ mong hết thảy đều có thể cùng chính mình kế hoạch được nhất dạng mà trong trường học trước sau như một đại gia tuy rằng rất quan tâm loại này tống nghệ là như thế nào chụp nhưng là đại đa số thời điểm đều là làm tốt chính mình này thiên thượng ngọ ngu trà đều khoái quên việc này đi trường học thời điểm, phát hiện mình trên bàn nhiều cái phong thư, bị mặt tinh xảo phiêu lượng, viết trao đổi nhân sinh vài chữ. Lâm Thu Thu hỏi. Bên trong viết gì? Nhiệm vụ. Ngu trà mở ra, bên trong đích thật là có nhiệm vụ, nhưng nàng buổi sáng đi trên lầu tìm Trần Thanh Mai, bởi vì trước tại ngu gia cũng không có nhìn đến nàng. Ân. Ừ. Ngu trà đem đồ vật trang trở về, sau đó ném vào thùng rác trong như vậy ném hảo sao. Lâm Thu Thu có chút lo lắng, bất quá tiết mục tổ cũng quá đáng đi, lại không là ngươi đi tham gia tiết mục. Ngu trà nói, ta sẽ không đi quản. Có cái kia thời gian nàng còn không bằng nhiều viết lưỡng đạo đề. Liền muốn làm như vậy, thật đem chính mình đương hồi sự này tiết mục, nhưng bọn họ thiểm đi một bên. Lâm Thu Thu thập phần đồng ý ngu trà hành vi. Hai cái người chính trò chuyện, cửa sau chạy vào một nam sinh xem diễn cái kia tiết mục đã đến trường học vỗ, lập tức liền tới khu dạy học cô nha nha một đám người trong phòng học nhất thời không ngu trà cúi đầu chuẩn bị tiếp tục soát đề kết quả không nghĩ tới hạ một giây nàng liền bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng trần thanh mai định ánh mắt mọi người vào ngu minh nhã phòng học nàng lần đầu tiên tới đến thành phố lớn cũng là lần đầu tiên tại như vậy hảo trong phòng học lên lớp nội tâm thấp thỏm bất an Ngu Minh Nhã chỗ ngồi bãi phóng rất chỉnh tề, mặt trên rất nhiều tình thư cùng bánh ngọt, ngăn bàn giả dạng được thập phần thiếu nữ tâm, nhượng Trần Thanh Mai cũng không dám vươn tay đi sờ. Nàng qua thời gian thật dài mới thích ứng tại vị trí này ngồi xuống. Tiếp mục tổ cũng không đợi đến ngu trà thân ảnh. Camera sư tai nghe trong truyền đến phó đạo diễn thanh âm. Xảy ra chuyện gì, phong thư không là giao cho ngu minh nhã muội muội sao? Người như thế nào không có tới? Này! chúng ta cũng không biết a à, chúng ta xác định phóng đi lên, ngay tại thấy được vị trí. Tiết mục tổ những người khác viên cũng rất vĩ khuất. Ngu trà không có khả năng không thấy được mới đối. Phó đạo diễn cũng khí được không được, lâm thời thay đổi chủ ý, thừa dịp camera chụp phòng học cái khác đồng học thời điểm, một cái phong thư bị phóng tới Trần Thanh Mai trên tay, nhượng nàng đi dưới lầu cùng ngu trà chào hỏi. Đoàn người theo người lưu đi xuống thang lầu. Tần Du mới vừa xuất phòng học môn liền nhìn thấy mênh mông cùng cuộn một đám người, phiên cái bạch nhãn, nhìn bọn họ tự hồ là chuẩn bị hướng ngủ ban đi. Hắn lập tức đứng thẳng, họa tàu không thể nào. Ngu trà vừa vặn từ giáo sư văn phòng đi ra. Nhìn đến màn ảnh trong chợt lóe mà qua mặt nghiêng, camera sư theo bản năng mà hướng bên kia dời dời, nhìn không được giật mình. Này nữ sinh xuyên giáo phục hoàn toàn chính là các loại kịch truyền hình điện ảnh trong nói kia loại vườn trường nữ thần, hoa hậu giảng đường hình, thượng kính cùng bản thân đều thần kỳ mà dễ nhìn. Hắn không chú ý liền nhiều vỗ gần tới nửa phần chung thời gian, từ ngu trà rời đi văn phòng, dọc theo hành lang xoay người, vẫn luôn biến mất tại ngũ ban cửa phòng học, mới ý như chưa hết mà thu hồi màn ảnh. Cái này người đến lúc đó các nối biên tập nhất định muốn lưu trữ. Trần Thanh Mai sau đó đến ngũ ban cửa, nhỏ giọng hỏi, ngươi, ngươi hảo, xin hỏi ngu trà đồng học tại sao? camera lập tức đẩy gần. Dựa vào cửa sổ đồng học đi phía trước mắt nhìn, ngu trà, có người tìm ngươi. Nhỏ hẹp camera nội, chỉ thấy được phía trước nữ hài xoay người lại, phiêu lượng ánh mắt chớp chớp, ta là. Trần Thanh Mai nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thiếu chút nữa quên tiết mục tổ phân phó, theo bản năng mở miệng. Ngươi thật là dễ nhìn. Ngu trà cười nhạt, cảm ơn. Trần Thanh Mai hỏi. Cái kia, ngươi thu được một cái phong thư sao ngu trà thần sắc bình tĩnh có sao camera sư đang chuẩn bị hỏi liền nhìn đến thùng rác trong nhìn quen mắt đồ vật hô hấp cứng lại đây là trực tiếp ném còn nói không có ngu trà cũng nhìn đến hắn chuyển phương hướng ngại ngùng hôm nay chỉnh lý một ít không cần đồ vật khả năng cùng nhau ném vào thùng rác trần thanh mai hoảng trương xua tay không có việc gì không có việc gì ngu trà nghiêm túc nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra mấy viên đường đến, vương tay đưa qua đi, nhếch môi một cười. Ngươi là cùng tỷ tỷ trao đổi trực tiếp một đồng học đi, chúc ngươi quay phim thuận lợi. trắng nõn lòng bàn tay phóng đủ mọi màu sắc kẹo. Camera sư đã khống chế không ngừng đem màn ảnh đặt ở trên người nàng, cũng đối chuẩn nàng tay, mười ngón thon thon, trắng nõn hành trường. Là thật dễ nhìn. Trần Thanh Mai tiếp quá, chỉ nhớ rõ thiếu nữ ngoan ngoãn tươi cười, kinh diễm đến hoảng hốt, chờ phục hồi lại tinh thần đã ly khai ngũ ban. Tần Du từ bên ngoài trở về thời điểm, liền nhìn đến nàng tại lục đường, giấy gói kẹo thập phần nhìn quen mắt, chính là lục ca mỗi ngày lưu lại, mà mặt khác người đều không một cái cùng cái này giống nhau. Hắn tiến lên một bước. Đồng học, có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Camera sư vừa thấy có hí, cho rằng là vườn trường bạo lực, này nếu là chụp đến kia khẳng định là kính bạo tin tức, thu thị xuất bạo biểu. Trần Thanh Mai cũng cùng hắn tưởng nhất dạng, lui về phía sau. Tần Du Thanh âm trầm thấp dễ nghe. Tần Du xoay người, nói Ai, ta chỉ là nhìn đến nàng trên tay kẹo rất nhìn quen mắt, muốn hỏi một chút mà thôi. Camera sư một chuyển màn ảnh, tầm mắt định trụ. Lớn lên như vậy soái học sinh thoạt nhìn liền gia giáo tốt đẹp, cư nhiên là cái tàn tật, trên đùi phóng một bản sách thật dày, đó cũng là cái đề tài. Lục Dĩ Hoài dương mắt, thoáng nhìn trong tay nàng đường. Trần Thanh Mai theo bản năng mà giấu đến phía sau. Lục Dĩ Hoài trầm ngâm một khắc, mở miệng hỏi. "Vị bạn học này, ta muốn dùng thư đổi ngươi trong tay đồ vật, có thể chứ?" Trần Thanh Mai đã giật mình, hỏi. "A, vì, vì cái gì?" Nàng lén lút nhìn nhiều mắt nam sinh này, tâm sắp nhảy ra lồng ngực, phải nhìn đến kia thư, phi thường tâm động bởi vì trong nhà nàng căn bản không có tiền đi mua thêm vào thư chẳng qua vì cái gì dùng thư đổi ăn đường trần thanh mai có chút không nghĩ ra sắc mặt hồng đỏ cái này là người khác đưa cho ta ngươi được có lý do mới có thể lục dĩ hoài sắc mặt không thay đổi ta tục huyết áp trần thanh mai hồ nghi này thoạt nhìn là tục huyết áp bộ dáng sao tác giả có lời muốn nói trà trà cũng bắt đầu mở mắt nói dối học xấu ta chỉ tưởng nhanh lên viết đến tiết mục bá xuất sau, khán giả cùng nhau hạp đường khoái nhạc này chương 2 phân bình phát hồng bao. Chương 43 43 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Trần Thanh Mai vẫn là đem đường đưa tới, thật cẩn thận mà đổi đi rồi trong tay hắn kia bản tin Mỹ tiếng Anh Nguyên Văn Thư, như nhặt được chí bảo. Nàng nhỏ giọng nói. Cảm ơn đối với nàng mà ngôn, kẹo mặc dù là người khác đưa, nàng cũng tưởng lưu trữ, nhưng là thư dụ hoặc lực xa xa lớn hơn kẹo. Trần Thanh Mai cảm thấy có chút xin lỗi cái kia gọi ngu trà đồng học, nàng một hồi tưởng đã cảm thấy cái kia đồng học là thật phiêu lượng, nghe nói là cùng nàng trao đổi nhân sinh nữ sinh kia muội muội. Nàng trong lòng có chút tự ti, nhưng nhìn đến quyển sách trên tay sau, lại dơ lên một nụ cười, tốc độ bay khoái mà lên lầu chờ camera sư đi theo trần thanh mai lên lầu sau tần du lúc này mới xoay người lục ca vừa mới này camera sư chính là vỗ lục dĩ hoài hồi phòng học có cái gì vấn đề không thành vấn đề đi tần du hồi tưởng một chút bọn họ hẳn là không dám loạn cắt nối biên tập không phải xuất vấn đề tiết mục cũng đừng nghĩ sống hắn vừa rồi một bắt đầu đặt mà không có gọi lục ca liền là bởi vì camera sư tại này tuy rằng bọn họ biết không có gì nhưng là chụp đi ra ngoài võng hữu nhóm chính là sẽ loạn đoán. Lục dĩ hoài mở ra lòng bàn tay trong mấy viên đường, thong dài ngón tay chậm rãi mà lột khai, rõ ràng là rất đơn giản động tác, hoặc nhìn lại giống như là một hồi thịnh yến. Này mấy viên đường là hoa quả vị, hắn bỏ vào trong miệng chính là dứa vị. Lục dĩ hoài nhíu mày. Mặc dù là toan, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Không bao lâu, trường học tai ba liền ra một cái tân thiết. Ngoại tàu, chụp tiếp một nữ sinh kia cái gì đến đây, cương nhiên nhượng lục ca dùng chính mình thư cùng nàng trao đổi mấy viên đường. Ngoại tàu thật vậy chăng? Ta hiện tại đi đổi quyển sách kia có thể đổi trở về sao? Đây chính là lục dĩ hoài nhìn thư, ta cũng tưởng nhìn xem bên trong rốt cuộc viết cái gì đồ vật, mấy viên đường chỉ như vậy một quyển sách sao? Có lẽ chính là tưởng cùng nhân gia chào hỏi đi. Chẳng lẽ là tưởng mượn cơ hội thượng tiết một sao? trên lầu là ngốc tử sao, lục gia tưởng thượng tiếp mục là có thể trực tiếp đầu tư quay phim một cái, còn dùng được dùng biện pháp như thế. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Trước nghe nói hắn thích ăn đường, không nghĩ tới là thật, liên như vậy quý tiếng anh thư đều có thể trực tiếp đưa đi ra ngoài, này được là nhiều thích ăn đường A. Ta như thế nào nhớ rõ có người nói quá hắn không ăn ngọt, ta nhớ sai lầm rồi sao? Chờ một chút, nếu là thật sự, ngu trà nơi đó. Lục Dĩ Hoài ở trong trường học như vậy giống trống khu chiên, nàng đưa cho Trần Thanh Mai đường, Lục Dĩ Hoài tưởng muốn có thể cùng nàng nói a, à, như thế nào cùng người khác đổi. Lục Dĩ Hoài chính mình nói chính mình tục huyết áp, hắn thật sự tục huyết áp sao? Có hay không cảm kích người đến nói một câu? Tai ba trong đối với cái này sự thảo luận sổ 10 cái thiếp mời, cũng không có thể thảo luận suốt cái gì kết quả, ngược lại là đi Trần Thanh Mai nơi đó vây xem học sinh biến nhiều. Các nữ sinh nhịn không được, từng người mang theo chính mình thư chạy đến phòng học ngoại, Trần Thanh Mai đồng học, có thể giúp cái vội sao? Trần Thanh Mai vẽ mặt mộng bức. Cái gì sự? Ta tưởng đổi ngươi trong tay quyển sách này có thể chứ? Nữ sinh vội vàng mà mở miệng, nhìn mặt sau càng ngày càng nhiều tưởng muốn trao đổi người. Đối, xin lỗi, ta không tưởng đổi. Trần Thanh Mai bảo bối dường như dùng cái khác thư che khuất tiếng Anh thư, cự tuyệt nói camera sư lập tức đem màn ảnh nhắm ngay nàng mặc bộ đặc tả đến tự sơn thôn trần thanh mai lần đầu tiên như thế cường ngạnh mà cự tuyệt người khác yêu cầu cùng nàng trước kia tự ti mẫn cảm hoàn toàn bất đồng có màn ảnh tại các nữ sinh tưởng cường ngạnh tuyệt không đi chỉ có thể đầy cõi lòng thất vọng còn được làm suốt mỉm cười biểu tình mà rời đi ngu trà được biết cái này sự vẫn là lúc ăn cơm lâm thu thu đem việc này đương khôi hài đến nói trà trà Ngươi không biết nhiều ít cái nữ sinh đều nghĩ quá đi đổi. Trần Thanh Mai ngược lại chính là không đổi. Chúng ta trường học nữ sinh đều khóc. Thượng thần cũng đi theo cười. Không chính là một quyển sách. Lục dĩ hoài xem qua chẳng lẽ bên trong còn có lục dĩ hoài cái gì đồ vật không thành. Ngươi không hiểu. Cái này cùng truy tinh có chút giống. Ngươi nếu là cái idol. Tại uy bộ thượng nói chính mình có quyển sách tưởng đưa người. Cam đoan miếng nhóm tất cả đều sẽ đồng ý đi đổi. Lâm Thu Thu giải thích hảo đi. Thượng thần không truy tinh, không hiểu cái này, bất quá lục dĩ hoài làm mà nói chính mình tục huyết áp, đây là giả đi. Lâm Thu Thu đang muốn lại nói điểm cái gì, nhìn đến ngu trà chiếc đũa đứng ở cơm mặt trên, phất phất tay, trà trà, ngươi tại phát cái gì ngốc. a à, ngu trà đột nhiên hoàng hồn, thì thào giải thích nói. Không có gì, ta suy nghĩ thành tích sự tình. Nàng kỳ thật suy nghĩ Lục Dĩ Hoài nói chính mình tục huyết áp sự tình. Hai đời thêm đứng lên, ngu trà cũng cũng không biết Lục Dĩ Hoài còn có tục huyết áp tật xấu, vừa nghe chính là bị chuyện vì đổi đường xã. Thành tích tất cả đều đi ra, Lục Dĩ Hoài lại là đệ nhất ni. Lâm Thu Thu ăn một ngụm cơm, đây rốt cuộc là cái gì đầu óc, như thế nào trường? Từ cao nhất khai giảng đến bây giờ cao tam, Lục Dĩ Hoài sẽ không có từ đệ nhất vị trí đi xuống quá không quản là nhiều khó quyển tử, vẫn là nhiều đơn giản quyển tử, hắn vĩnh viễn ngồi ở đệ nhất ngai vàng thường, ngược lại là từ đệ nhị bắt đầu luôn luôn tại thay đổi người. Lục dĩ hoài thành tích nghiễm nhiên thành một trung thần nói. Xa không thể tập. Ai, trà trà ngươi cùng hắn ngủ cùng chỗ, ngươi nói hắn có phải hay không mỗi ngày buổi tối lén lúc đánh đèn ôn tập. Lâm thu thu buồn bực đạo. Không có đi. Ngu trà nghĩ nghĩ, nói bất quá hắn đích xác rất nhiều thời điểm đều sẽ cầm quyển sách nhìn. Tuy rằng sách này cùng bọn họ hiện tại học không hề quan hệ. Người thông minh chính là không giống nhau, tính không nói cái này. Lâm thu thu bới vài ngụm cơm, hôm nay ngươi đem tiết mục tổ thể nhiệm vụ ném, ta đều nhìn đến camera sư sắc mặt thay đổi. Ân. Ừ. Ngu trà rất bình tĩnh. Dù sao nàng lại không tham gia tiết mục, tiết mục tổ dựa vào cái gì nhượng nàng phối hợp công tác nàng lại không là một cái nhàn được phát hoãn người tự học buổi tối kết thúc trở về trên đường ngu trà nhượng trần thúc đứng ở một thư nhà tiệm từ bên trong mua tam bản tác phẩm nổi tiếng sau đó ôm vào trong ngực thượng xe lục dĩ hoài hỏi mua như vậy nhiều thư làm cái gì ngu trà chột dạ đương nhiên là nhìn lục dĩ hoài liếc nàng một mắt không sinh nghi ngu trà lén lút mà thả lòng một hơi đem thư đặt ở trong bao thật cẩn thận mà phóng hảo, cũng không thể xuất hiện tổn hại địa phương. Vào lúc ban đêm, tiếp mục tổ được đến nàng số điện thoại di động. Ngu trà đồng học. Ân, ta là. Hai ngày này quay phim khả năng sẽ phiền toái ngươi, lần trước là suy xét không chu toàn, chúng ta không sẽ lại phái phát nhiệm vụ phong thư. Chúng ta hy vọng ngài có thể nhiều tại màn ảnh trong xuất hiện, nếu có quấy rầy địa phương, ngài cũng có thể cự tuyệt. Hôm nay quay phim nội dung tiếp mục tổ phó đạo diễn chính là nhìn, như vậy phiêu lượng cô nương xuất hiện tại màn ảnh trong, đều có thể lấy đến làm mánh lới. Nhất là bọn họ sau lại chụp đến thành tích như vậy xuất sắc. Sau lại cái kia nam sinh cũng là phi thường hút con ngươi, nhưng là thân phận đặc thù, bọn họ tất nhiên không thể nhiều hơn quay phim, có một hai phút đồng hồ màn ảnh cũng đã xem như hảo. Ngu trà nằm ở trên giường, suy tư một khắc, đột nhiên chuyển đề tài ngày mai trần thanh mai sẽ đi trường học là đi Tiếp mục tổ công tác nhân viên là ngu trà điểm điểm điện thoại di động ngày mai ta hy vọng nàng có thể đem ngày hôm qua được đến quyển sách kia mang lên nếu có thể ta có thể đáp ứng các ngươi yêu cầu tiết mục tổ công tác nhân viên không nghĩ thông suốt này có cái gì liên hệ nhưng vẫn là đáp ứng được bay nhanh hảo không thành vấn đề ngu trà lúc này mới nhịn không được lộ ra tươi cười ngày hôm sau sáng sớm, điểu ngữ hoa hương. Ngu trà đứng lên được sớm, nàng hiện tại đã thói quen cùng lục dĩ hoài cùng đi trường học, cùng nhau hồi lục gia, không còn có một bắt đầu thấp thỏm. Vương mụ buổi sáng chuẩn bị bữa sáng rất phong phú. Tới trường học khi khoảng cách sớm tự học còn có 10 phút thời gian, ngu trà điện thoại di động chấn động một chút là tiết mục tổ tin tức. Trần Thanh Mai đã tới trường học. Ngu trà đem di động thả lại đi, nàng trên bàn còn có không viết xong bài thi ngăn bàn tán loạn mà bãi mấy viên đường là ngày hôm qua lưu xuống nàng đem trong bao tam bản tác phẩm nổi tiếng đem ra hít sâu vài cái lặng lẽ mà ly khai phòng học trần thanh mai hôm nay nghe xong tiết mục tổ phân phó đem ngày hôm qua quyển sách kia mang lên nàng hôm nay xuyên giáo phục nghiêm túc ăn diện sau cũng là cái thanh tú nữ hài soi gương khi cũng sẽ chính mình đỏ mặt nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình minh mị thiếu nữ nàng sửng sốt một chút, ngươi, ngươi không là. Gọi ta ngu trà là có thể. Ngu trà mỉm cười một cười, nhìn hướng camera sư, đại sẽ màn ảnh ta hy vọng có thể cắt rớt. Máy quay thượng vạt dưới động vài cái. Ngu trà lúc này mới yên tâm, ta có thể gọi ngươi thanh mai đi. Trần thanh mai đỏ mặt. Có thể có thể. Nàng trước kia còn không cùng như vậy phiêu lượng nữ sinh nói nhiều lời như thế, thật là nhịn không được mặt đỏ tai hồng, hảo ôn nhu nữ sinh A. À. Ta có cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Ngu trà phóng mềm nhũng ngữ khí. Ngày hôm qua có người đem đường đổi đi rồi, ta biết ngươi thích thư, cho nên ta hôm nay dẫn theo tam quyển sách lại đây cho ngươi. Không không cần. Trần Thanh Mai thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn. Đương nhiên, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đem ngày hôm qua kia bản đổi cho ta. Ngu trà căn bản không có dấu diếm. Trần Thanh Mai ngây người. Như thế nào một quyển sách như vậy nổi tiếng, ngày hôm qua như vậy nhiều người tưởng đổi, cái này phiêu lượng nữ sinh cư nhiên cũng tưởng đổi, nàng muốn hay không đổi ni. Có thể chứ. Ngu trà đem tam bản tác phẩm nổi tiếng đưa qua đi. Trần Thanh Mai nhìn kia tam bản mới tin thư, tâm đều phát thông phát thông nhảy, một bản đổi tam bản có thể rất có lời, hơn nữa ngày hôm qua kia vốn là tiếng Anh nguyên văn thư, không có phiên dịch, nàng căn bản không thế nào xem hiểu không được sao ngu trà lộ ra mất mát biểu tình có thể trần thanh mai vội vàng mở miệng sợ nàng thu hồi đi ngươi chờ một chút ta hôm nay đem thư mang lại đây ta cái này lấy ra ngu trà thành công mà cùng nàng trao đổi thư nàng đem lục dĩ hoài thư ôm vào trong ngực bên tai không thể tránh né mà hơi hơi nóng lên nàng chính mình cũng làm không hiểu vì cái gì cùng trần thanh mai chào hỏi sau nàng liền hồi phòng học trần thanh mai ngơ ngác mà còn không hoàn hồn cùng camera sư nói ngu trà đồng học thật sự hảo hảo a à, nguyện ý dùng tam quyển sách đổi một quyển sách thật sự là quá tốt không có đơn thuần đưa có thể là vì tâm tình của nàng suy xét ngu trà đồng học thật sự là rất thiện lương camera sư yên lặng mà không nói lời nào hắn kỳ thật luôn luôn tại quay phim bởi vì tiết mục tổ từ tối hôm qua liền đang tự hỏi cái này sự mục đích là cái gì trừ phi ngu trà cùng ngày hôm qua những cái đó nữ sinh nhất dạng thích cái kia nam sinh mà cái kia nam sinh vừa vặn dùng thư thay đổi nàng cấp đường này nếu là cắt nối biên tập một chút liền hoàn toàn có thể thành một cái kinh điển đoạn ngắn tuy rằng không có trực tiếp giao lưu nhưng là võng hữu nhóm có thể chính mình gia công a cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều không có đình quá quay phim ngu trà mới vừa trở về phòng học chung vào học liền vang lên lâm thu thu mắt sắc, lập tức liền nhìn đến nàng trong ngực thư thấp giọng kinh hô ngoạ tàu trà trà ngươi như thế nào đi ra ngoài mua bản cùng lục dĩ hoài giống nhau như đúc thư ngu trà ôm thanh nói ta cùng trần thanh mai trao đổi lâm thu thu suy nghĩ một chút ngươi dùng vừa mới tam quyển sách đổi ngu trà gật đầu ân không phải đâu, tam quyển sách đổi một quyển sách, điều này sao cũng không có lợi a, à, ngươi chẳng lẽ là tưởng đưa Trần Thanh Mai Thư, không có hảo lý do sao? Ân, ừ, ngươi nói đối. Lâm Thu Thu nhìn ngu trà nhẹ lấy nhẹ phóng động tác, tầm mắt dừng lại, như thế nào cân nhắc đều không đúng lắm, trường cửu tới nay sắc bén tư duy đột nhiên liền phát ra một đóa hỏa hoa, nàng lập tức liền minh bạch. Nên không phải là đặt mà vì đổi trở về đi. Lâm Thu Thu cảm giác chính mình não động càng lúc càng lớn, giống như thoát cương con ngựa hoang, rốt cuộc kéo không trở lại, mà còn không có chạy oai, luôn luôn tại đường ngay thượng. Ngày hôm qua có lục dĩ hoài vì đổi đường, nói chính mình tục huyết áp, khiếp sợ toàn giáo đồng học, tai ba náo nhiệt cả ngày sự. Hôm nay có ngu trà vì cầm lại kia thư, lén lút dùng tam bản tác phẩm nổi tiếng đi đổi sự. Từng người thay đổi từng người đồ vật. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên liền thập phần hợp lý. Lâm Thu Thu nhìn Phiên thư ngu trà, đỉnh đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi, muốn hỏi, cuối cùng vẫn là nhịn được, yên lặng nuốt hồi trong bụng. Người khác tình thú, vẫn là không cần quấy rầy. Đại khái là chột dạ, cho nên ngu trà buổi tối quay về thời điểm là dẫn theo tâm, nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện. Lục Dĩ Hoài tự nhiên có thể nhận thấy được, đầu lưỡi nhẹ để đôi càng trên, hỏi: ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ngu trà nói. Không có gì, ta suy nghĩ tác nghiệp. Lục dĩ hoài hiển nhiên không tính, nhưng cũng không có ép hỏi, chính là ngón tay tại xe trên bệ cửa nhẹ khấu, một tiếng tiếp một tiếng. Đến lục gia khi, hai cái người cùng nhau đi xuống, lục dĩ hoài nhìn đến nàng động tác, vương tay chuẩn bị giúp nàng lấy bao, lại lấy cái không. Ngu trà trợn to mắt. Ta tự mình tới liền hảo vừa nhìn thấy nàng như vậy che chở bao lục dĩ hoài ánh mắt tối sầm chẳng lẽ là bên trong có cái gì trọng yếu phi thường đồ vật từ trường học mang về tới có thể có cái gì người khác đưa lễ vật hai cái người một đường không nói chuyện hồi tiểu lâu ngu trà buổi tối ăn quá trực tiếp trở về phòng từ trong bao đem thư lấy ra nàng hôm nay sợ bị người khác nhìn thấy tuyên truyền đi ra ngoài liền không ở trường học nhìn thư tựa hồ là bị phiên không thiếu biến có rất nhỏ dấu vết lục dĩ hoài đọc sách không sẽ như vậy ngu trà tay tại trang sách thượng vút phẳng một khắc thở dài trần thanh mai lần đầu tiên có được hảo thư tự nhiên là sẽ vẫn luôn nhìn chính là nàng trong lòng như thế nào tưởng đều có điểm không vui vừa nghĩ tới bị trần thanh mai chạm qua nàng liền có chút tiểu mất mát không thích loại cảm giác này giống như là chính mình đồ vật bị đụng nhất dạng ngu trà nhấp nhấp môi không biết này không vui từ nào đến rõ ràng chi cầm phiên khởi thư đến quyển sách này nàng trước tại lục dĩ hoài kia xem qua vài tờ đúng lúc này môn đột nhiên bị mở ra ngu trà hoảng sợ giống như lên lớp sờ cá bị bắt bao học sinh theo bản năng động tác chính là đột nhiên khép lại thư nhìn hướng cửa là vương mụ ngu trà mạc danh tùng khẩu khí vương mụ căn bản không biết nàng ý tưởng cười tủng tỉm nói hôm nay ta nhi tử từ bên ngoài dẫn theo một ít tiểu ngoạn ý trở về tiểu thư muốn hay không đi xem ngu trà lung tung gật đầu hảo nàng cảm thấy chính mình lần sau phải nhớ phải đem gian phòng cấp đã khóa trước kia vương mụ sẽ gõ cửa hôm nay có thể là quá vui vẻ quên gõ cửa rất suy xét trái tim nàng chính may mắn thời điểm lục dĩ hoài đột ngột mà xuất hiện tại vương mụ bên cạnh hoảng hoảng tiến vào trong sáng mở miệng trốn ở trong phòng làm cái gì? Tầm mắt của hắn lạc ở trên bàn. Ngu trà chẳng biết tại sao, cả người đều ngượng ngùng đứng lên. Tác giả có lời muốn nói. Trà trà muốn thông suốt. Chương 44 44 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngu trà cũng không biết lục dĩ hoài có hay không thật sự nhìn thấy, nàng tiến lên một bước, thoáng chặn hơn một nửa cái bàn. Khi nhanh chóng đi qua đi nàng nói, lục dĩ hoài không động, mà là nhướng nhướng mày, ngu trà chỉnh khỏa tâm đều nhắc tới, lục dĩ hoài còn nói tân, ngu trà cùng vương mụ cùng nhau đi xuống, còn giữ cửa cho tiểu tâm mà đóng lại, sau đó mới rốt cục yên lòng, hoàn hảo không phát hiện. ngày hôm sau sáng sớm là cuối tuần, nàng tỉnh được trì, mở mắt khi bên ngoài đã sắc trời đại lượng, từ bức màn khe hở thấu tiếng vào, ngu trà mơ mơ màng màng, hít mắt thuần thục mà xếp dưới chân giường kéo ra bức màn sau đó xoay người chuẩn bị lại nằm trong chốc lát sau đó liền thấy được ngồi ở trước bàn người ngu trà buồn ngủ lập tức toàn chạy thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng hảo không dễ dàng mới che chính mình miệng lục dĩ hoài ngươi tại sao lại ở chỗ này nàng thoáng như một cái thụ đến kinh hách con thỏ lục dĩ hoài buông tay ra quay đầu đi thanh thanh đạm đạm mà mở miệng vốn là muốn gọi ngươi nhìn ngươi ngủ rất thục. Hắn tầm mắt lạc tại nàng xích túc thượng. Ngu trà người tiểu, liên quan chân cũng rất nhỏ xinh, như vậy dẫm tại ám sắc thảm trải sàn thượng là thập phần đáng chú ý một mạc màu trắng. Lục dĩ hoài dời đi tầm mắt, đem giày mặt vào, đi rửa mặt. Ngu trà cả người đều là mộng, nghe lời mà mặc vào dép lê, sau đó chậm rì rì mà đi rửa tay gian, chờ xoát hoàng răng, nước lạnh bát mặt thời điểm mới rốt cục kịp phản ứng nàng bay nhanh mà rời đi rửa tay gian lo lắng đề phòng mà nhìn hướng bàn học quyển sách kia tối hôm qua nàng phiên quá vài tờ liền vẫn luôn phóng ở nơi đó giờ phút này đang tại lục dĩ hoài thủ hạ bị gió thổi qua một tờ bị phát hiện ngu trà vành tai rất nhanh liền đỏ cúi đầu nhu nhu mở miệng cái kia cái kia thư thư làm sao vậy lục dĩ hoài đứng lên ngu trà lực chú ý lại bị dời đi nhìn hắn tới gần mình, tại nàng sững sờ thời điểm, cúi đầu tại nàng chắp mũi khẽ hôn hạ. Hắn môi có chút lạnh, còn có trong suốt cây muôn cùng hồ nước hương, lập tức tiêu tán, lại phản phất không có rời đi, thập phần dễ ngửi. Lục dĩ hoài nhắm mắt lại, đầu ngón tay va chạm vào nàng mềm mại da thịt, nhượng hắn nhịn không được hướng tới, nghiêm túc, giống như lễ Phật. Ngu trà mi mắt run run, vương tay níu hắn áo sơ mi cổ áo. Khẩn trương cái gì? Lục dĩ hoài thấp thấp nói, lén lút đem thư đổi trở về, phí này công phu làm cái gì, tưởng muốn ta trong phòng còn nhiều là. Ngu trà xấu hổ đến ngón chân đều nhiễm thượng màu đỏ. Quả nhiên bị phát hiện. Cùng Trần Thanh Mai tại nhất trung cùng ngu gia sinh hoạt so sánh với, ngu minh nhã liền sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trung, mỗi ngày bối màn ảnh đều muốn mắng vài câu. Trần Thanh Mai gia là tại Sơn Thôn, từ trong thành đi qua đến trấn trên, sau đó liền chỉ có thể tọa kia loại việc nhà nông dùng xe dư lại đến thôn trong lộ còn nhất thiết phải muốn chính mình đi sườn núi thượng sườn núi hạ không đếm được ngày đầu tiên khi ngôn minh nhã đi ở trên sơn đạo liền đem váy câu phá lộ ra trơn bóng cẳng chân màu trắng dày cũng hãm tại bùn đất trong nàng gấp sắp khóc chẳng lẽ liền không thể ngồi xe sao tiết mục tổ nói này đoạn nhất thiết phải chính mình đi ta không vỗ được không Ngu Minh Nhã yêu nhất phiêu lượng, nhìn đến chính mình hạng lượng váy bị lộng phá, giày cũng ô uế, cũng cố không hơn biểu hiện này cái gì phá địa phương, trách không được nghèo như vậy, liên điều lộ đều không có. Máy quay nhất nhất quay phim xuống dưới. Vẫn luôn chờ đến thôn trong, Ngu Minh Nhã cả người đều thay đổi cái dạng, tóc lộn xộn, tinh xảo trang dung không phục, phiêu lượng quần áo cũng bẩn không thể nhận ra. Nàng đứng ở viện cửa không cho chụp. Này đoạn không cho chụp được đến còn có vừa mới trên đường, đều không chuẩn thả ra đi. Không phải các ngươi biết đến. Camera gương tốt mặt ứng hạ. Loại này tiếp một chụp chính là loại này cảm xúc, làm sao có thể sẽ cắt nối biên tập rớt, yên tâm hảo, đều sẽ lưu trữ. Ngôn minh nhã cho là bọn họ nghe, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, chờ quay đầu lại nhìn đến rách nát phòng ở cùng bẩn loạn giường, lại nhìn không được phát ra tiếng thét. Đây rốt cuộc là cái gì lạc kê, này giường ta không ngủ, ta không cần làm việc, ta mới không cần ăn loại này đồ vật lăng lăng lăng. Nhưng mà chờ tiếp một tổ máy quay một bài ra đến, nàng chỉ có thể không tình nguyện mà cùng Trần Thanh Mai gia nhân đi ra ngoài làm việc. Buổi tối vì cho Ngô Minh Nhã ăn chút hảo, Trần Thanh Mai ca ca chuẩn bị đi điền trong trảo điểm ốc đồng trộn bùn thu, Ngô Minh Nhã đi theo một bên, cuối cùng vì cậy mạnh hạ điền, nhưng mà không đợi một phút đồng hồ thời gian nàng liền gọi đứng lên. Ngu Minh Nhã kinh hoảng mà phát hiện trên đùi của mình nằm úp sấp sâu, hơi hơi mấp máy, hoặc nhìn cực kỳ ghê tởm ta, này cái gì đồ vật. Các ngươi còn không mau làm đi xuống. A a a. Đây là con đĩa. Trần Thanh Mai ca ca vươn tay tại nàng trên đùi chụp, đại khái vài cái qua đi liền rớt đi xuống. Lấy khai tay bẩn thiểu của ngươi. Ngu Minh Nhã một phen đẩy ra hắn. Trần Thanh Mai ca ca nhất thời không bắt bẻ, ngã sấp xuống tại điền trong, mà đầu sỏ gây tội đã ba lạng bước chạy tới mặt trên, không ngừng mà khóc lóc kể lễ cái gì. Như vậy sự vẫn là ngày đầu tiên. Kế tiếp một cái nguyệt thời gian, ngu minh nhã quả thực là tại giày vò trung vượt qua, nàng chưa từng có thể nghiệm quá người thường sinh hoạt, chớ nói chi là loại này sơn thôn sinh hoạt. Nguyên bản tưởng hảo hảo, làm chăm chỉ nhân thiết, mỗi lần tại bắt đầu sau tổng sẽ đụng tới một ít sự, sau đó liền hoàng nguyên một tháng thời gian ngô minh nhã liền như vậy vô tri vô giác đi qua nàng đã không thể chờ đợi được tưởng muốn trở lại ngu gia vào lúc ban đêm nàng cho trong nhà gọi điện thoại điện thoại thật lâu mới chuyển được mụ ta ngày mai liền trở về ngươi nhất định muốn chuẩn bị tốt ăn ta chịu đủ rồi nơi này rau xanh liên thịt đều nhìn không thấy trần mẫn quyên nói máy quay tại chục sao ngô minh nhã lập tức khóc lóc kể lễ nói không tại ta nhượng bọn họ ly khai mụ mụ ta ở trong này quá được thật là khó chịu nơi này quần áo đem ta làn da đều ma đỏ còn có hộ gia phẩm đều không có chỉ có cái gì bảo bảo xương mấy đồng tiền đồ vật ta đều không tưởng nhìn đừng nóng vội trần mẫn quyên nghe nàng thao thao bất tuyệt cũng có chút đau đầu ngày mai sẽ trở lại ngươi phải nhớ kỹ biệt bị máy quay chụp đến không hảo không sẽ Ngu Minh Nhã có chút chột dạ. Cúp điện thoại sau, Trần Mẫn Quyên mắt nhìn xa xa vừa mới xuống lầu Trần Thanh Mai, lập tức dơ lên một nụ cười, Thanh Mai, như thế nào xuống lầu, đói sao? Nàng có ý vô ý mà nhìn hướng máy quay. Tiếp mục quay phim trong lúc, lộ thấu cũng bỏ vào trên mạng. Ngu trà gần nhất đổi mới mạng họa tốc độ siêu nhanh, miếng thập phần kinh hỉ. nàng hiện tại bảo trì bình luận số lượng đều có thể tại 5.000 tả hữu có chút doanh tiêu hào đều so ra kém. Ngu trà soát hoàng bình luận, đi học sớt thượng mắt nhìn, đang muốn rời khỏi, lại nhìn đến cuối cùng một điều là trao đổi nhân sinh tương quan đề tài, nàng điểm đi vào. Hấp dẫn đầu tiên là quan bác phóng ảnh chụp. Ngu minh nhã xuyên phiêu lượng váy, đứng ở sân gian lộ ra trương dương tươi cười, phía bên phải viết bá suốt thời gian, ngay tại tháng sau. Phía dưới bình luận cũng thập phần phấn khích, đi ngọn núi xuyên cái gì váy, đây là đi đang làm gì? Lần trước nói khảo nguyệt khảo tiền 10, kết quả ta sau lại vừa hỏi, cư nhiên là hơn 100 danh, thành tích lui bước như vậy nhiều, còn chụp tống nghệ. Ta tương đối tưởng nhìn tiếng ngọn núi sau hình ảnh. Ta nhìn nàng tính tình rất tốt a, à, này trao đổi đi qua là vì cái gì a, à, liền vì thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Tính tình rất tốt. Ngu trà khẽ hừ nhẹ thanh, nàng ngược lại là rất chờ mong ngu minh nhã biểu hiện, dù sao ngu minh nhã chính là không thể nhẫn, nàng không cảm thấy ngu minh nhã có thể nhịn xuống một cái nguyệt đều không phát giận, nếu thật nhịn được, khi nàng còn thật sự bội phục. Quả nhiên, nàng sư hạ lộ thấu. Này tiếp một chú ý người cũng không ít, rất dễ dàng liền chụp đến một ít video cùng ảnh chụp, trong đó liền có ngu minh nhã sắc mặt khó coi cùng quần áo phá hình ảnh. Ha 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 ai nhượng nàng xuyên váy, 10 cái người cũng biết muốn xuyên dễ dàng hành động quần áo hảo hay không như vậy nhìn ngu minh nhã giống như có chút phẫn. Vốn là không tính toán nhìn, nhìn đến này ảnh chụp, ta đã không thể chờ đợi được tưởng nhìn tiết mục, hoàn hảo chỉ còn lại có như vậy chút thời gian. Ta còn không xem qua ngu minh nhã này biểu tình, tồn xuống dưới. Ninh Thành nhất trung tai ba trong cũng xuất hiện mới thiếp mời đại gia còn nhớ rõ cái kia đi nông thôn chụp tiết mục hoa hậu giảng đường sao. Lầu chính xứng đồ là ngu minh nhã chật vật lộ thấu đồ. Ngoại tàu một đoạn thời gian không thấy hoa hậu giảng đường sao biến thành cái dạng này đây là thành chê cười đi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi tham gia loại này tiết mục đây không phải là cho chính mình tìm tội thụ sao này quần áo như vậy quý liền bị câu phá có cái kia tiền xuyên tới nông thôn còn không bằng quyên góp đi ra một tháng thời gian giật mình đi qua hôm nay là trần thanh mai cuối cùng một lần tại nhất trung quay phim nàng trong khoảng thời gian này ở trong này đến trường thời gian không nhiều lắm nhưng nhượng nàng rất trân trọng mỗi ngày đều không lãng phí từng giây từng phút bởi vì nàng về sau rất khả năng sẽ không có cơ hội như vậy lúc trước tiết mục tổ tìm được nàng thời điểm trần thanh mai đều là mộng căn bản không biết này tiết mục là cái gì vẫn là tại thôn trưởng trong nhà nhìn một kỳ mới biết được miên lai nàng muốn đi như vậy giàu có địa phương sinh hoạt một cái nguyệt trần thanh mai đồng ý nàng tưởng đi ra cái này địa phương nhỏ muốn học tập càng nhiều tri thức cũng tưởng về sau thay đổi chính mình trong nhà như vậy hoàn cảnh camera sư đem bài dơ ở trong tay cuối cùng một chút thời gian làm ngươi muốn làm sự nơi này quay phim liền sẽ kết thúc trần thanh mai hít sâu vài cái có chút mờ mịt nàng đứng ở vườn trường trung gian cuối cùng đi nhất ban cửa cổ khởi dũng khí hỏi mặt sau nam sinh thỉnh xin hỏi lục dĩ hoài tại sao đồng học liếc nhìn nàng một cái, không tại. Trần Thanh Mai có chút mất mát, lại đi năm ban cửa, mắt nhìn phòng học, không thấy được ngu trà thân ảnh, hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngu trà đồng học ở nơi nào? Ta mới vừa trở về nhìn thấy nàng giống như muốn đi sân thể dục. Trần Thanh Mai nói câu cám ơn thẳng đến sân thể dục mà đi. Bây giờ là mùa thu, chạng vạn trời tối được càng ngày càng sớm, sân thể dục trong người không nhiều lắm, dù sao chạng vạn tan học đại đa số trở về nhà còn có một chút là đi ra ngoài chơi chờ tự học buổi tối nhanh bắt đầu mới có thể trở về trần thanh mai một cá nhân hướng sân thể dục nơi nào đây đụng tới không thiếu chào hỏi học sinh đều nhất nhất cười đáp lại chính là nàng tại sân thể dục không phát hiện người đã không tại sân thể dục sao trần thanh mai nhíu mày xoay người chuẩn bị trở về đi liền nhìn đến hướng khu dạy học mặt sau vị trí Ngu trà đưa lưng về phía nàng, nàng vui sướng một cười, chuẩn bị đi qua. Nhưng mà hạ một giây, mặt sau xuất tới một cái ngồi ở xe lăn thiếu niên, kêu một tiếng ngu trà tên, ngu trà liền dừng lại xoay người. Hai cái người đều trách đối với Trần Thanh Mai. Trần Thanh Mai biết hắn gọi Lục Dĩ Hoài, cũng biết hắn thành tích rất hảo. Nàng cảm giác chính mình là thích hắn, ngưỡng mộ, nhưng là mình căn bản là không xứng với hắn nàng căn bản liền không dám đi nói cái gì, cũng bắt đầu hối hận đem quyển sách kia đổi đi. Camera sư hỏi, ngươi muốn đi qua sao? Trần Thanh Mai đang chuẩn bị nói đi, liền nhìn đến ngu trà không biết nói gì đó, nàng bên cạnh người lục dĩ hoài khóe môi vi câu, luôn luôn vô biểu tình mặt thượng sinh động đứng lên. Nàng đột nhiên dừng lại bước. Camera sư lén lút chụp được một màn này. Bọn họ làm đại nhân, thấy được nhiều, tự nhiên minh bạch trần thanh mai tiểu tâm tư cơ hồ hiển lộ không thể nghi ngờ trước muốn đi nhất bang cũng có thể hiểu nhưng là này trai tài gái sắc hiển nhiên là cùng nàng năm hoàng trần thanh mai cắn môi nói đi thôi nàng còn chuẩn bị cùng ngu trà nói nói mấy câu nàng có tự mình hiểu lấy hơn nửa ngày mai liền phải rời khỏi cũng sẽ không lại có cái gì xa xỉ tưởng máy quay thuận theo trần thanh mai tầm mắt chuyển tới bên kia bên kia tự hồ không có chú ý tới nơi này. Ngươi như thế nào một cá nhân đến nơi đây đến? Ngu trà miếm môi, nghiêm túc nói nơi này lộ lại không dễ đi. Lục dĩ hoài cười khẽ nhìn thấy ngươi. Ngu trà cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nàng thói quen hắn nói như vậy nói, cũng thói quen giữa hai người thân mật, bởi vì càng thân mật bọn họ đều làm quá. Nàng nửa ngồi sổng xuống, chuẩn bị đem trước mặt hắn địa thượng cục đá ném xa một chút, còn không có va chạm vào liền bị kéo. Lục dĩ hoài ngón tay vi lạnh, trà trà. Ngu trà nghe được nickname, nêm, đầu quả tim rung rẩy, còn chưa tới kịp mở miệng, liền bị hắn phủng mặt như là phủng vô cùng trân trọng bảo bối. Hôn ám dưới bóng đêm, chỉ có xa xa ấm màu vàng ánh đèn lượng, nửa ngồi sổn trên mặt đất thiếu nữ bị xe lăn thiếu niên hôn. Tác giả có lời muốn nói tiếp mục nhanh lên bá xuất đi. Này chương hai phân bình phát hồng bao chương 45 45 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cách đó không xa hình ảnh là như vậy Duy Mỹ, Trần Thanh Mai đều không đành lòng tiến lên đánh vỡ, cắn cắn môi. Đúng lúc này, cái kia nam sinh nhìn qua. Màn ảnh trong xuất hiện hắn thanh lãnh ánh mắt, lập tức là không chút để ý mà thu hồi đi, phản phất không có nhìn qua dường như. Camera sư cùng Trần Thanh Mai đều là sửng sốt. Chúng ta trở về đi trần thanh mai phục hồi lại tinh thần mà camera sư chính chụp được kích động nghe thấy trần thanh mai suy sụp thanh âm này mới thu hồi màn ảnh nhắm ngay nàng cảm xúc hiển lộ không thể nghi ngờ khuôn mặt lần này rời đi chính là thật sự ly khai trần thanh mai xoay người ly khai sân thể dục camera sư cũng chuyển phương hướng cùng nàng cùng nhau ly khai ninh thành nhất trung trao đổi nhân sinh quay phim cũng sắp kết thúc hai cái nhân vật chính Trần Thanh Mai cùng Ngu Minh Nhã tự nhiên cũng muốn tại cuối cùng một màn gặp mặt, sau đó chụp xuất một cái ôm hình màn ảnh, liền hoàn chỉnh mà kết thúc. Ngu Minh Nhã cũng leo lên ngồi trở về thành trong xe. Nàng xuyên là Trần Thanh Mai quần áo cũ, không phục thiếp, ma làn da, hơn nữa quan trọng nhất là lại bẩn lại kém, bình thường ngu gia dùng để sát mà khăn mặt cũng sẽ không dùng như vậy lạng chất liệu. Các ngươi trở về các nối biên tập thời điểm, nhớ rõ đem một vài không hảo cho các nối biên tập trước, ta ngu gia có là tiền, không sợ tỉnh tại nơi này. Ngu minh nhã nhu nhu chính mình tay, mặt trên phiêu lượng mỹ giáp cũng đã không có, không phải các ngươi biết hậu quả. Cùng quay phim giống sư không nói lời nào. Bọn họ chỉ phụ trách trực, chỗ nào biết được tiếp mục tổ tính thế nào, nhưng là rất đại có thể là các nối biên tập không rớt gì gì đó, đại khái không thế nào quá phận đều sẽ lưu lại, bởi vì thu thị suất chính là hết thảy thu thị xuất liền có thể mang đến tiền, còn có thể cho đạo diễn tổ tăng thêm danh khí. Ngu Minh Nhã thấy bọn họ không nói lời nào, còn tưởng rằng là nhớ kỹ chính mình phân phó, cảm thấy mỹ mãn mà chơi khởi điện thoại di động đến. Một tháng qua nàng có thể lấy đến di động, nhưng là buổi tối thức đêm đi, ngày hôm sau lại sẽ khí sắc không hảo, thượng kính không dễ nhìn, cho nên nàng tổng cộng thêm đứng lên đụng điện thoại di động thời gian một bàn tay đều sổ lại đây. Ngu Minh Nhã đầu tiên cho trong nhà gọi điện thoại, bên kia rất nhanh liền chuyển được, nàng nói đem điện thoại cho ta mụ. Minh Nhã, ngươi hôm nay trở lại đi. Trần Mẫn Quyên mới vừa làm tốt tạo hình, chuẩn bị đãi sẽ đi ra cửa thẩm mỹ viện, lúc này mới nhớ tới nữ nhi buổi chiều muốn trở về. Ân, ừ, còn có cuối cùng một cái màn ảnh muốn chụp, chụp hoàng liền trực tiếp về nhà. Ngu Minh Nhã hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là về nhà vui sướng. Đi, buổi tối mụ mụ mang ngươi ăn hảo ăn, một tháng này có thể vất vả ngươi. Trần Mẫn Quyên cười đáp. Hảo. Ngu Minh Nhã ứng được nhanh, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện đối mụ, cái kia nông thôn nha đầu không có đụng ta đồ vật đi. Một chút không đụng sao được. Trần Mẫn Quyên hạ giọng giải thích, bất quá ngươi yên tâm, phần lớn đều là mang nàng lần nữa mua. Ngu Minh Nhã có chút khí, nhưng là cũng biết chỉ có thể làm như vậy tham gia một cái tống nghệ liền có thể được đến như vậy nhiều hảo đồ vật, thật là tiện nghi cái này nông thôn nha đầu, còn có nàng ca ca, nhìn nàng ánh mắt nàng cũng ghét. Đem nàng đương thân muội muội. Khi loại ánh mắt nàng một mắt liền nhìn ra được, nhưng là tại một cái nông thôn nam hài trên người nhìn thấy, nàng đã cảm thấy bọn họ không xứng. Ngu Minh Nhã cùng Trần Mẫn Quyên Vung sẽ kiều, lúc này mới cúp điện thoại, ôm nhu mà hỏi còn có bao lâu thời gian chạm mặt. Tiết mục tổ đều thói quen nàng này biến sắc mặt dường như tốc độ, đối nàng ôm nhu ngữ khí cũng không có gì cảm giác, nhanh. Không đợi bao lâu, đồng dạng một chiếc xe xuất hiện, thân xe thượng dán tống nghệ tên cùng đồ án, tại trên đường thập phần thấy được. Lập tức liền muốn vỗ, ngu minh nhã lập tức chỉnh lý hảo biểu tình. Nhưng mà đúng lúc này, đường cái trung ương hướng quá một chiếc phi đi qua xe máy, hai chiếc xe đều trốn tránh không kịp, lái xe tay lái đổi tới đổi lui, Xe trực tiếp đụng vào nhau, mặt sau đi lên mặt khác xe phanh lại cũng đã muộn, lại đụng phải đi lên, thành cùng nhau liên hoàn tai nạn xe cộ. Ngôn Minh nhã sở tại này chiếc xe trực tiếp viên đi qua, nàng ngã vào chỗ ngồi, nửa chân đều mất đi tri giác, cả người thập phần sợ hãi, mắt phải bị chất lỏng bao trùm, thấy không rõ trước mắt đồ vật, nàng gọi đạo cứu, cứu cứu ta. Ngôn Minh nhã phản phất lại thể nghiệm đến lúc trước cắt cổ tay thời điểm khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, lại cố tình không hề biện pháp. Toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn loạn. Này tràn liên hoàn tai nạn xe cổ thật sự rất đại, đề cập hảo mấy chiếc xe, thêm đứng lên tổng cộng đều có mười mấy cái người, ngu minh nhã cùng Trần Thanh Mai càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong bệnh viện thập phần bận rộn. Bác sĩ cho ngu minh nhã kiểm tra, miệng vết thương trong huyết không ngừng mà hướng dẫn ra ngoài, đi phòng cấp cứu trên đường hắn lớn tiếng gọi đạo, mau tránh ra. Trần Mẫn Quyên vừa đến thẩm mỹ viện liền tiếp đến điện thoại, thiếu chút nữa hồ chết, trực tiếp xoay người liền hướng bệnh viện đi, vừa vặn thấy như vậy một màn. Nàng một cái hoảng hốt, tinh xảo trang dung thiếu chút nữa hủy diệt, sụi lơ thân thể hảo không dễ dàng mới chống đỡ nàng cùng đi phòng giải phẫu ngoại chờ. Như vậy đại trận trưởng chỉ sợ muốn truyền máu. Này tai nạn xe cộ cũng quá nghiêm trọng. Nghe vừa rồi lại đây người nói, lần này sẽ đưa tiếng vào mười mấy cái người đâu, cũng thật là đáng sợ chung quanh tránh ra người bệnh nhỏ giọng mà nghị luận cái này là ta nữ nhi trần mẫn quyên chạy tới vội vàng mở miệng ta là nàng mụ mụ nàng gặp nguy hiểm sao hộ sĩ lúc này mới nhượng nàng ở một bên đãi cũng không lâu lắm một cái hộ sĩ từ bên trong lao tới trần mẫn quyên liên bước lên phía trước hỏi ta nữ nhi thế nào có nguy hiểm hay không nàng hiện tại yêu cầu truyền máu hộ sĩ cấp tốc đáp một câu, lao ra đi đối với xa xa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đạo B hình huyết, nhanh. Trần Mẫn Quyên tinh thần hoảng hốt, bên tai chỉ nghe được truyền máu hai chữ. Không biết ở bên ngoài đợi bao lâu, bác sĩ mới từ bên trong đi ra, gỡ xuống khẩu trang, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Trần Mẫn Quyên thở phào, cảm ơn. Chờ ngu minh nhã chuyển tới phòng bệnh sau, nàng liền muốn đi giao phí. Nàng tới vội vàng, bên cạnh cũng không có gì người, chỉ có thể chính mình cầm các loại đan tử đi giao phí, trong đó quan trọng nhất chính là giải phẫu cùng truyền máu phí dụng. Trần Mẫn Quyên đem tạp đưa qua đi, tầm mắt lạc tại đan tử thượng. B hình huyết B hình huyết Trần Mẫn Quyên cả người cả kinh, tự hồ là vừa mới kịp phản ứng, chờ một chút, bác sĩ, ta giống như đem đan tử nghĩ sai rồi. Nàng lần nữa về tới phòng bệnh, bác sĩ vừa vặn cũng tại, lại hỏi, bác sĩ, cái này đang tử có phải hay không viết sai, ta nữ nhi làm sao có thể là cái này nhóm máu? Bác sĩ nhìn xuống, nói, không sai. Trần Mẫn Quyên còn tưởng lại hỏi, liền nhìn đến bác sĩ ly khai phòng bệnh. Nàng cả người đều phản ứng không kịp, tuy rằng chính mình học tập lúc trước giống nhau, nhưng là thường thức vẫn phải có, nàng cùng ngu lập hoa hai cái người làm sao có thể sinh ra đến cái này nhóm máu hài tử, căn bản không có khả năng A. Trần Mẫn Quyên đầy cõi lòng nghi hoặc mà đứng ở bệnh cửa phòng, sau đó liền nhìn đến các y tá đẩy một cái khác người bệnh tiến vào, trải qua bên cạnh mình, nàng mới nhìn đến cư nhiên là Trần Thanh Mai, nàng cũng bị thương rất nghiêm trọng, tiểu nửa khuôn mặt đều là huyết. Nàng là biết hai cái người cùng nhau xảy ra tai nạn xe, nhưng là nàng mới sẽ không đi quan tâm một ngoại nhân, cho nên liền từ đầu tới đuôi chỉ tại chính mình nữ nhi bên người. Nàng người nhà còn ở trên đường hộ sĩ nói chỉ sợ còn muốn quá mấy giờ mới có thể đến đến lúc đó nhớ rõ nhượng bọn họ đi giao phí đang nói cầm máy quay vài cái người vọt vào phòng bệnh trong trần mẫn quyên một mắt liền nhìn đến bọn họ trên người trao đổi nhân sinh dấu hiệu lúc này liền nghĩ đến một sự kiện nàng phí dụng ta giao màn ảnh chuyển tới nàng nơi này trần mẫn quyên lộ ra thương tâm biểu tình cái này nữ hài tại ta nhà ở một đoạn thời gian giống như ta thân sinh nữ nhi giống nhau cho nên phí dùng không cần lo lắng. Mới tới nắm chắc thời cơ camera sư lập tức vỗ vỗ Trần Mẫn Quyên, lại vỗ vỗ bên trong Trần Thanh Mai, chuẩn bị đem tư liệu sống lưu lại. Hộ sĩ gật gật đầu, đang tử đại sẽ cho ngươi. Nàng động tác rất nhanh, không một phút đồng hồ liền đem đồ vật lấy lại đây, đưa cho Trần Mẫn Quyên đến lầu một thu phí chỗ nơi nào đây là đến nơi. Rời đi máy quay trong phạm vi, Trần Mẫn Quyên mới tới kịp nhìn trong tay tờ danh sách, cùng ngu minh nhã phí dụng là không sai biệt lắm, Trần Thanh Mai cũng tiến hành truyền máu. Nhưng là xuống chút nữa nhìn, nàng liền hơi hơi sửng sốt hạ. Cái này nhóm máu cư nhiên cùng ngu lập hoa là nhất dạng, đều là thiên hy hữu nhóm máu, không nghĩ tới cái này hài tử cư nhiên cùng nàng gia đỉnh hữu duyên. Trần Mẫn Quyên là vì chính mình hình tượng mới chủ động đứng ra tới, liền hy vọng tiết mục chụp đi ra ngoài sau có thể làm cho mình thanh danh nâng cao một bước. Chính là giao hoàng phí, nàng ngồi ở ngu minh nhã giường bệnh biên, cả người đều lâm vào không giải cùng hoài nghi đương trung. Trần Mẫn Quyên lên mạng tìm tòi một chút, trong lòng hoài nghi càng lúc càng lớn, không cấm nhìn hướng hôn mê bất tỉnh ngu minh nhã. Như vậy vừa thấy, tự hồ là không có giống nhau địa phương. Trần Mẫn Quyên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, cuối cùng khẽ cắn môi, nhổ xuống một căn ngu minh nhã tóc, tiểu tâm mà thu hồi đến. Nàng lại gãy gọi một cú điện thoại đi ra ngoài ân đối, ngươi tới bệnh viện một chuyến, đi làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công thù lao phong phú, Trần Mẫn Quyên ánh mắt phức tạp. Ninh Thành nhất trung, trung tan học thanh mới vừa vang. Này tiết khóa tan học sau chính là giảng bài giang, cao tam không cần đi xuống làm thao, cho nên ước chừng có 20 phút thời gian có thể chính mình lợi dụng. Ngu trà đem tối hôm qua tiểu cuộc thi quyển chỉnh lý hảo để ở một bên, mới vừa muốn đứng lên liền bị từ bên ngoài chạy về tới Lâm Thu Thu đè lại. Lâm Thu Thu thở hồng hộc, ngươi biết Ngu Minh Nhã đã xảy ra chuyện sao? Ngu Trà hỏi, xuất cái gì sự? Ngu Minh Nhã tiến bệnh viện. Lâm Thu Thu rốt cục hoảng lại đây khí, phun ra vài chữ, lập tức liền hấp dẫn chung quanh đồng học. Cái gì, Ngu Minh Nhã tiến bệnh viện? Nàng không phải đi chụp tống nghệ sao? Đã xảy ra chuyện gì? lâm thu thu ngươi cẩn thận nói nói xảy ra chuyện gì không phải là mù truyền tin tức đi đây chính là bịa đặt a à. ngu minh nhã tiếng bệnh viện ngu trà hết sức kinh ngạc cũng không phải là lâm thu thu tin tức thập phần linh thông bọn họ tọa xe vừa lúc là tiết mục tổ xe thân xe thượng có tống nghệ tên cho nên lúc ấy không ít người đều vây xem đến vỗ video này tống nghệ người qua đường độ không thấp cho nên việc này còn thượng sớt chỉ bất quá video rất hỗn loạn, căn bản thấy không rõ cái gì. Thật đúng là. Ngu trà lắc đầu. Ngu Minh Nhã bây giờ là cái gì vận khí, lần trước chính mình tìm đường chết, cùng Lương Vân tiếp xúc, cuối cùng đem chính mình đưa vào bệnh viện. Hiện tại chụp tống nghệ, lại vào bệnh viện. Nghe được Lâm Thu Thu giải thích đồng học nhóm sôi nổi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tìm tòi tương quan tin tức, dù sao Ngu Minh Nhã hiện tại người đều không ở trường học, sở hữu tin tức liền chỉ có thể thông qua Internet được biết. Này tai nạn xe cộ thoạt nhìn cũng quá nghiêm trọng đi. Giữ nhiều lành ít a. À. Không quản xảy ra chuyện gì, phù hộ không có người thương vong. Trước cái kia kỵ xe máy nên bị bắt đi ngồi tù, sấm đèn đỏ liền tính, còn tạo thành như vậy đại sự cố. Ngu Minh Nhã cũng quá thảm đi. Này tai nạn xe cộ hảo nghiêm trọng, hai cái người đều vào bệnh viện, không sẻ này tiết mục thành các nàng cuối cùng lộ diện màn ảnh đi quê bố thượng về các nàng suy đoán rất nhiều ngu trà đọc nhanh như gió cấp tốc xem hoàng đối việc này cũng có cái sổ lâm thu thu thấp giọng hỏi trà trà người muốn hay không đi qua xem xem ta nghe nói đã có đồng học chuẩn bị đi qua thăm nàng ngươi không đi nói bọn họ khả năng nói ngươi lãnh huyết gì gì đó ngu trà vẻ mặt lạnh lùng nói cứ nói đi nàng hiện tại đối loại này sự một chút đều không quan tâm đời trước trải qua như vậy sự ngu trà tự cho là mình đã đủ xứng đáng ngu gia đời này vì mình mà sống không sẽ lại bạch làm cái gì sự không đi cũng được dù sao nàng như vậy hư lâm thu thu cười cười biểu môi nói đi không chừng còn bị mắng đi ngu trà ừ một tiếng không đi đến nỗi trần thanh mai ngược lại là có thể đi thăm một chút dù sao trước ở chung tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn là thập phần khoái trá. Ngu Minh Nhã tỉnh lại là tại ngày thứ ba. Nàng mở mắt ra, nửa ngày mới nhận ra đến chính mình đây là tại bệnh viện phòng bệnh trong, cùng nàng lần trước cắt cổ tay tự sát tỉnh lại nhìn đến hình ảnh là nhất dạng. Chính là lần này nàng bị thương càng nghiêm trọng, đùi phải bị điếu tại trên giường bệnh, đánh thạch cao, mà nàng đầu bộ cũng quấn băng vải, càng miễn bàn trên người mặt khác thượng miệng vết thương, tất cả đều bao vây lấy. Ngu Minh Nhã đau đầu khó nhịn, gọi đạo có ai không một cái hộ sĩ nghe được thanh âm đẩy cửa vào ngươi tỉnh đừng lộn xộn ta lập tức gọi bác sĩ lại đây kiểm tra ta mụ ni ngu minh nhã theo bản năng hỏi người nhà của ngươi hôm nay còn không có đến thừa dịp bác sĩ kiểm tra trong lúc hộ sĩ trả lời nói ta đi thông tri đại khái qua nửa giờ trần mẫn quyên xuất hiện tại phòng bệnh trong sắc mặt bình thản ngồi ở giường bệnh biên nhìn trên giường huyết sắc hoàn toàn không có người ngôn minh nhã nhìn thấy nàng lập tức lộ ra ủy khuất khổ sở biểu tình mụ ta thật là khó chịu ta có phải hay không chân chặt đứt nàng thập phần sợ hãi trần mẫn quyên nói không có hảo hảo chờ hơn một tháng liền có thể hảo đến nỗi cái khác địa phương nhiều nhất lưu lại vài cái sẹo ngôn minh nhã thở vào vậy là tốt rồi lưu sẹo không sợ trong nhà như vậy có tiền tìm cái bệnh viện lộng một chút là đến nơi chỉ cần thân thể không có gì tật xấu liền đi Trần Mẫn Quyên ánh mắt phức tạp đột nhiên hỏi Minh Nhã ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé ném quá một lần sự tình sao nhớ rõ a à. Ngô Minh Nhã không biết nàng vì cái gì đột nhiên nhắc tới việc này các ngươi nói quá sao lại ta bị tìm trở về ta chính mình rất tiểu cái gì cũng không biết đúng vậy ngươi rất tiểu trần mẫn quyên vừa nghĩ tới chính mình nhìn đến văn kiện thượng viết tự liền cả người phát trung nuôi mười mấy năm nữ nhi hiện tại cùng nàng nói một chút huyết thống quan hệ đều không có cùng trượng phu cũng không có huyết thống quan hệ khi đây là từ chỗ nào toát ra nữ nhi nhìn đã từng nàng cảm thấy khả ái kia khuôn mặt trần mẫn quyên chỉ cảm thấy phiền táo từng đợt trong lòng khống chế không được mà đi tưởng nàng chân chính nữ nhi hiện tại ở chỗ nào sẽ không sẽ tại chịu khổ không nghĩ tới loại này sự thế nhưng phát sinh tại trên người mình. Trần Mẫn Quyên còn không có đem chân tướng nói cho Ngu Lập Hoa, nàng tưởng trước hoảng hoảng. Đến nỗi Ngu Minh Nhã, nàng nhìn thảm hề hề nữ hài, cốt xấu là nuôi mười mấy năm, cũng có cảm tình, liền cho rằng nữ nhi. Đem thân sinh nữ nhi tìm trở về, hảo hảo bồi thường. Trần Mẫn Quyên vừa nghĩ tới việc này liền hít sâu, nàng căn bản không biết điều này sao đi tìm, thiên hạ chi đại, nàng chỗ nào biết được chân chính nữ nhi chạy đi nơi đâu cái kia nông thôn nha đầu ni ngu minh nhã đột nhiên hỏi nàng hôm nay mới vừa tỉnh trần mẫn quyên trong lòng có việc liền không muốn nhiều lời nói hảo tại ngu minh nhã căn bản không phát hiện nếu không là nàng ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này ngu minh nhã cắn môi hung tợn mà nói trần mẫn quyên nhíu mày nói việc này cùng nàng không quan hệ từ khi biết chân tướng sau, nàng hiện tại nhìn ngu minh nhã tổng là cảm thấy không thích hợp, nàng không thể như vậy điêu ngoa, không tưởng lại dung túng nàng. Ngô minh nhã không thể tin, mụ nói ngươi cư nhiên giúp nàng nói chuyện. Nàng chính là cái sao chổi, trong nhà nàng từ khi nhặt nàng sau liền ba mẹ toàn chết, chỉ trừ một cái ngốc không kéo kỹ ca ca, ta mới cùng nàng trao đổi một cái nguyệt thời gian liền trực tiếp tiến bệnh viện, còn ra như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đây không phải là sao chổi là cái gì trần mẫn quyên sắc bén mà bắt giữ đến cái gì hai tay lập tức bắt lấy chăn hỏi nhặt nàng ngô minh nhã bị nàng động tác đã giật mình trung rẩy mi mắt mụ ngươi làm sao vậy ngươi như thế nào thay đổi cái bộ dáng một chút đều không giống như trước giữ gìn nàng bộ dáng trần mẫn quyên trầm giọng nói không có ngô minh nhã tâm tư đơn giản cũng không có phát hiện là lạ ở chỗ nào huống chi nàng hiện tại trong lòng bị mặt khắc sự trang cũng sẽ không hướng phương diện nào đó đi tưởng. Nàng ánh mắt đỏ lên, còn có ngu trà, nàng hiện tại khẳng định núp ở chỗ nào chê cười ta ni, mụ, ngươi có thể nhất định muốn hảo hảo mắng nàng. Ngu minh nhã chính mình không được, còn có trong nhà. Trần Mẫn Quyên căn bản không nghe rõ, lung tung mà ứng, nàng hiện tại thập phần mẫn cảm, nghe được cái gì đều sẽ hướng lúc trước sự mặt trên suy nghĩ. Vừa mới ngu minh nhã để lộ ra tới một cái tin tức, trần thanh mai là bị nhặt trở về thà rằng sai vết không thể phóng quá giám định một chút cũng không có gì vấn đề vạn nhất liền đụng phải ni ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi đừng có chạy lung tung ta xuất đi mua một ít đồ vật trần mẫn quyên tưởng hảo đứng dậy dặn dò mụ mụ ngươi nhanh lên trở về a à. ngu minh nhả điềm điềm gọi đạo vẫn luôn đến đóng cửa lại trần mẫn quyên sắc mặt liền trầm xuống dưới nàng hiện tại vừa nghe mụ mụ liền nhịn không được nghĩ đến chính mình thân sinh nữ nhi. Vừa mới liền thiếu chút nữa nhịn không được nhượng ngu minh nhã biệt này kêu như vậy. Tai nạn xe cộ một chuyện ở trong trường học nhất lên hai ngày phong vân, lại rất nhanh bị sắp mà đến nguyệt thảo cho che đậy trụ. Buổi tối, ngu trà ngồi trên xe hồi lục gia khi, tiếp đến Trần Mẫn Quyên điện thoại, nàng do dự vài giây, vẫn là chuyển được. Quy Ngu trà, ngươi ngày mai đến bệnh viện một chuyến trần mẫn quyên trong thanh âm mang theo mỏi mệt lại hỗn loạn một tia khó có thể ngôn minh cảm xúc ta không đi ngu trà trực tiếp cự tuyệt ngươi tỷ tỷ nằm viện ngươi đều không lại đây nhìn xem trần mẫn quyên không dám tin nói chuyện cũng có chút khái vấp ngày mai ta muốn xem đến ngươi tự hồ là sợ nàng cự tuyệt trực tiếp cúp điện thoại như thế nào lục dĩ hoài dò hỏi ngu gia, không biết vì cái gì lại nhượng ta đi bệnh viện. Ngu trà không có dấu giếm, nàng sẽ không sợ ta đi làm cái gì chuyện xấu sao. Nghe vậy, lục dĩ hoài như có điều suy nghĩ. Hắn trầm ngâm một khắc, hướng ngu trà bên tai đến gần rồi điểm có chuyện, Trần Mẫn Quyên trước hai ngày làm thân tử giám định, kết quả hẳn là đi ra. Thân tử giám định. Ngu trà nghe đến vài chữ thật là sợ ngây người. Trần Mẫn Quyên như thế nào sẽ làm cái này, làm là ai cùng ai, chẳng lẽ là ngu lập hoa ở bên ngoài có cái tư sinh tử, cho nên Trần Mẫn Quyên mới làm cái này sao? Khó trách nàng vừa mới gọi điện thoại thời điểm thái độ có chút kỳ quái, ngu trà còn tưởng rằng là bởi vì ngu minh nhã tai nạn xe cộ sự tình tạo thành. Nàng đột nhiên làm cái này làm gì? Ngu trà chân thật tò mò, là ngu lập hoa cùng người khác thân tử giám định sao? Không là, không ngừng một phần. Lục dĩ hoài ngược lại là rất dễ dàng mà liền để lộ ra đến Trần Mẫn Quyên cùng Ngu Minh Nhã, Ngu Lập Hoa cùng Ngu Minh Nhã. Bọn họ sinh không đi ra Ngu Minh Nhã cái kia nhóm máu. Nói như vậy, Ngu Minh Nhã không là bọn họ hài tử. Ngu trà chấn kinh rồi, này. Không rất khả năng đi. Chính mình hài tử chẳng lẽ đều nhận không ra sao? Hơn nữa Ngu Minh Nhã tại Ngu Gia đều có mười mấy năm, như thế nào sẽ phạm sai lầm, nếu đây là thật sự, chẳng phải là ngu gia nuôi ngoại nhân mười mấy năm, kia bọn họ thân sinh nữ nhi lại ở địa phương nào. Ngu trà đời trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này sự, nàng lý lẽ đương nhiên mà liền có thể đoán được khẳng định là lần này bệnh viện ngoài ý. Đời trước ngu minh nhã xuân phong đắc ý, liên tiếng bệnh viện đều rất ít, sinh bệnh cơ bản không tồn tại, nhóm máu một chuyện kiểm tra sức khỏe có, nhưng là ngu gia tựa hồ cái gì đều không phát hiện. Tự nhiên loại này sự đều có hiện tại gọi chính mình đi muốn làm gì lục dĩ hoài nói ngươi đi ta cũng không chuẩn ngu trà hỏi vì cái gì a à? nhìn nàng mộng mộng mê mê bộ dáng lục dĩ hoài đầu quả tim liền mềm nhũng hắn nhịn không được vươn tay điểm điểm nàng tú đỉnh chóp mũi bởi vì ngươi bây giờ là ta tác giả có lời muốn nói xong càng hợp nhất nha tiến vào chính văn kết thúc đảo tính theo thời gian còn có vài ngày đi mặt khác điềm điềm chính là phiên ngoại quy quy chương 46. 46. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngu trà cũng không có đi bệnh viện, đại khái là Trần Mẫn Quyên đợi một ngày không kiên nhẫn cho nên ngày thứ ba Trần Mẫn Quyên liền chính mình đi trường học, đương mọi người mặc ước nàng. Lâm Thu Thu trạm ở trong phòng học, hỏi thượng thần, ngươi nói nàng nữ nhi nằm viện, hiện tại tìm đến ngu trà là muốn làm gì? Thượng thần lắc lắc đầu, nhìn phía trước hai cái thân ảnh, nói, này ta làm sao biết, dù sao là không có chuyện tốt. Không ít người đều biết Trần Mẫn Quyên, biết nàng là ngu minh nhã mẫu thân, cho nên phòng học trong ngoài vây xem đồng học cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ càng tò mò là ngu minh nhã có hay không khôi phục lại, đều tưởng mượn cơ hội từ Trần Mẫn Quyên nơi này được đến mới nhất tin tức. Trần Mẫn Quyên nói, đi bên ngoài quán cà phê. Ngu trà trầm mặt mà gật đầu. Ninh Thành nhất trung phụ cận quán cà phê chỉ có một gia, lúc này bên trong chỉ có linh tinh vài cái người hai cái người tìm cái dựa vào cửa sổ vị trí trần mẫn quyên một đến không người địa phương biểu tình liền khôi phục như nhau thường ngày vì cái gì gọi ngươi đi không đi ngu trà nói ta muốn lên lớp trần mẫn quyên xác thực bị cái này thuyết pháp chấn kinh rồi một chút nhưng còn chưa quên mục đích của chính mình đem ngươi tóc cho ta một căn cái gì ngu trà cảnh giác mà nhìn nàng ta nói nói ngươi nghe không hiểu sao trần mẫn quyên cố kỵ khả năng nàng là chính mình nữ nhi cho nên cũng không có ngữ khí rất khó nghe lên lớp ta đi trước ngu trà không nguyện ý cùng nàng nói nhảm nhiều đứng dậy trực tiếp ly khai chỗ ngồi tại nàng không thể tin trong ánh mắt từ nàng bên cạnh trải qua nàng nguyên bản tưởng rằng trần mẫn quyên là có cái gì sự muốn nói không nghĩ tới cư nhiên là tìm nàng muốn tóc rõ ràng là vì làm thân tử giám định như thế nào sẽ cho là mình là nàng nữ nhi? Trần Mẫn Quyên theo bản năng phản ứng, nàng cư nhiên dám như vậy phản kháng chính mình nói, liền không chút nghĩ ngợi liền vương ra tay. Ngu trà tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy. Tuy rằng nàng khí lực không đại, nhưng Trần Mẫn Quyên bản thân cũng là nữ tính, bình thường cái gì cũng không cần làm, chênh lệch cũng không phải phi thường rõ ràng. Ngu trà trực tiếp bỏ ra nàng tay, tưởng đánh ta sao? Ngươi có phải hay không quên ngươi là thân phận gì? Trần Mẫn Quyên khí được môi đều tại phát trung, bị quán tính đưa hồi ghế dựa thường. Ta đương nhiên nhớ rõ. Ngu trà lãnh tỉnh mở miệng, ta còn nhớ rõ ta tại ngu gia trải qua sự tình, sở hữu. Ta tất cả đều nhớ rõ. Trần Mẫn Quyên nhìn đến nàng đáy mắt đông lạnh, sững sờ ở tại chỗ. Giờ này khắc này ngu trà cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, cái kia nhát gan, trầm mặt, tùy ý các nàng vuốt ve trà sát bẹp ngu trà tựa hồ không thấy. Ngu trà bỗng nhiên mỉm cười. Trần Mẫn Quyên sau lưng mặt danh sinh ra điểm nổi da gà. Ngu trà khóe môi nhẹ dương, chúc ngươi. Sớm một chút tìm được chính mình thân sinh nữ nhi. Ngu trà tận lực tại thân sinh, hai chữ mặt trên tăng thêm ngữ khí, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Cùng Trần Mẫn Quyên xé rách mặt, nàng trong lòng che giấu út khí tán điểm, khoảng cách chính mình sinh nhật còn dư một đoạn thời gian, chỉ cần qua 18 một tuổi, nàng là có thể chính mình làm hết thảy sự tình. Vẫn luôn đến cái kia yểu điệu thân ảnh ly khai quán cà phê, quá đường cái, lượng lờ sinh tư mà tiến vào trường học đại môn nội, Trần Mẫn Quyên mới lấy lại tinh thần. Vừa mới cái kia là ngu trà. Nàng ngồi ở ghế dựa thượng, còn trảo quý báo bao bao, mặt thượng tất cả đều là mờ mịt cùng không thể tin, bị thụ đã kích. Phòng bệnh trung, ngu minh nhã cảm giác thập phần không thích hợp mụ mụ nhìn chính mình thời gian càng ngày càng ít, thường xuyên 2-3 ngày đều không xuất hiện, vừa hỏi liền nói là tại vội, chính là tại vội cái gì cũng không nói. Ngô Minh Nhã đương nhiên biết Trần Mẫn Quyên bình thường là không có việc gì làm, dù sao nàng liền là một gia đình bà chủ, công ty không cần quản sự, nhiều nhất sự chính là xuất môn đi dạo phố, cùng vài cái a di đi thẩm mỹ viện. Hiện tại chính mình tại trong bệnh viện như thế nào sẽ như vậy vội? Ngu Minh Nhã một nhàng xuống dưới liền dễ dàng tưởng nhiều, nàng trong lòng có chút bất an, không biết này bất an từ đâu tới đây, lên mạng sưu sưu. Không đợi nàng nhìn cái gì, tiết mục tổ điện thoại đã tới rồi, ngu tiểu thư, tiết mục này thứ sáu chuẩn bị bá xuất, đến lúc đó ngươi nhớ rõ muốn tùy tiết mục tuyên truyền. Ngu Minh Nhã tùng khẩu khí, tiết mục bá xuất nàng tự nhiên vui vẻ. Ân, ta biết. Nàng cũng quên hỏi các nối biên tập sự tình, bay nhanh mà đem điện thoại treo, thượng uy bộ. Quả nhiên, quan bác đã đổi mới mới nhất nội dung. Trao đổi nhân sinh quan bác về mới nhất một quý, trao đổi nhân sinh, sắp tại này thứ sáu buổi tối hoa quả video bình đài 20.00 bá xuất, tin tưởng rất nhiều người đã không thể chờ đợi được đi, trong đó hai vị khách quý một trong số đó Ngô minh nhã đã chuyển nguy thành an, thỉnh thoảng đã đem xuất viện, cùng chúng ta cùng nhau cộng nhìn tiết một hình ảnh hình ảnh hình ảnh xứng đồ là ngu minh nhã cùng Trần Thanh Mai cá nhân tống nghệ tuyên truyền chiếu. Nhìn đến chính mình như vậy Mỹ, ngu minh nhã hừ hừ, đoạn treo lơ phim còn không đi ra, nàng được chờ hai ngày tài năng nhìn đến. Khoảng cách xảy ra tai nạn xe đã trải qua một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày liền đúng hạn phát một điều ủy bộ, đi dốc lòng phong, thế nhưng cũng cũng cố một ít miếng. Ngu minh nhã biểu môi, những cái đó miếng thật sự là ngu xuẩn nàng đã chuyển đến tự gia cổ phần khống chế tư nhân bệnh viện mỗi ngày liền nằm ở trên giường chờ chân hảo một khi hảo là có thể xuất môn khôi phục trước kia hành động ngôn minh nhã nếm thử giật giật một chân nửa nhảy nửa nhảy mà xuống giường ra phòng bệnh nhìn đến hành lang nhất thời liền lượn lượn ánh mắt trời biết nàng tại phòng bệnh trong buồn lâu như vậy đều sắp điên rồi bác sĩ cũng nói quá muốn nhiều đi ra ngoài ngôn minh nhã rõ ràng lúc này đây liền đi rồi rất xa nàng trước kia tại này trong bệnh viện cũng không có đi dạo quá. Qua không biết bao lâu, nàng ngừng xuống dưới. Cách đó không xa bệnh cửa phòng mở ra lại đóng cửa, ngu minh nhã trong lơ đảng hướng bên trong thoáng nhìn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng bắt lấy trải qua hộ sĩ, thấp giọng hỏi chờ một chút, cái kia bệnh bên trong phòng trụ là ai? Hộ sĩ tự nhiên biết nàng là đại tiểu thư, nhưng là trước liền bị dặn dò quá không thể nói, cho nên lắc đầu không biết. Ngu Minh Nhã một phen bỏ ra nàng, thật vô dụng. Nàng chống quải trượng, đi bước một tiếp cận cái kia phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một cái khe, thấy được Trần Mẫn Quyên đang tại gọt quả táo. Sau đó đưa cho trên giường bệnh người. Mụ mụ cư nhiên sẽ gọt quả táo, trừ phi trên giường bệnh là ba ba. Ngu Minh Nhã như vậy nghĩ, liền nhìn đến trên giường bệnh người dãy dụ muốn ngồi xuống, Trần Mẫn Quyên lại vội vàng giúp đỡ lộng lộng gối đầu. Này sao nhất tới, nàng liền tin tường thấy được hết thảy. Trên giường bệnh người là Trần Thanh Mai. Ngu Minh Nhã tâm thần chấn động, mờ mịt nhưng mà căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Phát tự nội tâm tức giận nhượng nàng trực tiếp đẩy cửa ra, đụng phải đi vào, mụ ngươi tại sao lại ở chỗ này. Còn có cái này nông thôn nha đầu xảy ra chuyện gì. Nàng chưa từng có gọt quả táo cho chính mình ăn quá, hiện tại lại cho một cái nông thôn nha đầu như vậy giúp đỡ, ngu minh nhã trong lòng một mảnh ủy khuất. Trần Thanh Mai cũng hoảng sợ, nhìn hướng bệnh cửa phòng. Ngôn Minh Nhã chống quải trượng, sắc mặt khó coi chết đi được khó có thể tin mà nhìn trước mặt, mụ, ngươi không phải nói ngươi vội sao. Như thế nào còn có rảnh tới nơi này nhìn nàng, ngươi đều không lại đây xem ta. Nàng từ tiểu chính là nuông chiều từ bé, đi nông thôn chụp tiết mục đã đủ ủy khuất, kết quả hiện tại Trần Mẫn Quyên đối nàng so đối chính mình hoàn hảo. Ngu Minh Nhã trong lòng mạc danh mà khủng hoảng trước kia cổ bất an từ từ mở rộng, lấp đầy toàn bộ lồng ngực, nhượng nàng nhịn không được càng thêm lớn tiếng mà gọi đạo, có phải hay không liền một cái nguyệt thời gian, ngươi liền muốn cho nàng đương mụ ngươi nữ nhi. Trần Mẫn Quyên đứng lên, ngu minh nhã, ngươi làm gì? Đây là tại bệnh viện, ngươi lớn tiếng như vậy, ta trước kia dạy ngươi quy củ ni. Ngu minh nhã bị nàng nghiêm túc biểu tình dọa đến. Nhìn đến nàng như vậy ngây thơ bộ dáng, trần mẫn quyên trong lòng cảm xúc ngược lại là tán điểm ngươi chân còn không hảo trở về phòng bệnh đi nghỉ ngơi cốt xấu là nuôi mười mấy năm nhiều năm như vậy cảm tình làm sao có thể trong một sớm một chiều liền biến mất hầu như không còn nàng trong lòng nhuyễn nhuyễn trần mẫn quyên xoay người nói thanh mai ta trước đưa nàng trở về phòng đi mà trần thanh mai từ đầu tới cuối liền không nói chuyện nhiều chỉ gật gật đầu ngôn minh nhã hung tợn mà nhìn trên giường bệnh nữ hài Tâm có không cam mà cùng Trần Mẫn Quyên hồi chính mình phòng bệnh, ngoài miệng không ngừng mà hỏi: "Đừng lại nháo." Trần Mẫn Quyên rốt cục không kiên nhẫn, "Ngươi có phải hay không quên ngươi ở bên ngoài hình tượng, ngươi vẫn là cái minh tinh." "Ta không có." Ngô Minh Nhã muốn nói chính mình căn bản là không nháo, nhưng là Trần Mẫn Quyên đã ly khai phòng bệnh. Nàng mờ mịt mà ngồi ở trên giường bệnh. Tới gần đầu mùa đông, Ngô trà hiện tại quần áo đều xuyên nhiều trong trường học chương trình học càng ngày càng khẩn bởi vì cuối cùng một hồi thi cuối kỳ chính là như đúc cuộc thi đã không có bao nhiêu thiên cao khảo phân số rất đại xác suất cùng như đúc không kém là bao nhiêu cho nên các lão sư cùng trường học đều thập phần coi trọng lần này cuộc thi đêm nay trao đổi nhân sinh bá xuất trà trà ngươi muốn hay không thưởng thức một chút ngu minh nhã biến hình quá trình chạng vạn tan học lâm thu thu đột nhiên nói ngày mai là cuối tuần cho nên hôm nay không có tự học buổi tối sớm liền tan học nhưng là sắc trời như cũ đã đen xuống dưới thượng thần kinh nghi một tiếng ngu minh nhã đều còn không về trường học nàng tiết mục cư nhiên đều bá ta đêm nay đi xem lâm thu thu nói ta cũng đã chuẩn bị tốt ta cùng với ngươi nói đêm nay khẳng định không ít người nhìn đến lúc đó đạn màng khẳng định rất náo nhiệt các nàng cùng người khác bất đồng các nàng là đi nhìn ngu minh nhã xấu mặt hơn nữa bên trong có lẽ còn có người màn ảnh đi. Lâm Thu Thu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nhớ rõ Trần Thanh Mai đến tìm quá ngươi đi. Ân. Ừ. Ngu trà suy tư một chút, nếu bài thi viết xong còn có thời gian nói, ta sẽ đi gặp. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò. Bất quá ngu trà tính toán sai lầm, nàng đêm nay không có ghi bài thi, mà là bị lục dĩ hoài lôi kéo đi tiểu hoa viên đi tản bộ. Theo trị liệu xâm nhập, hắn hiện tại đứng lên thời gian càng ngày càng lâu, đã có thể nửa ngày thời gian đều không cần ngồi xuống, chỉ cần trung gian nghỉ ngơi một chút là có thể. Đối với cái này ngu trà là phi thường vui vẻ. Cho nên nàng cái gì cũng chưa nói liền cùng lục dĩ hoài đi tiểu hoa viên. Chỉ bất quá nàng trong lòng còn băng khoăn tiếp một sự tình, tản bộ thời điểm cũng có chút thất thần. Lục dĩ hoài bất động thanh sắc, đang suy nghĩ gì? Ngu trà ăn ngay nói thật, ngu minh nhã cùng Trần Thanh Mai sự, như thế nào liền khéo như vậy hợp, vừa vặn lại thượng này đương tiết mục ni. Trao đổi nhân sinh, còn thật là trao đổi nhân sinh. Ngu Minh Nhã làm hơn 10 năm kêu căng đại tiểu thư, như thế vên váo tự đắc, liền là bởi vì có ngu gia tại thân hậu cho nàng bãi bình hết thảy. Mà hiện tại, hết thảy đều lặng yên vô tức mà phát sinh biến hóa. Ngu trà bây giờ còn không có nghe được loại này tin tức truyền tới, có thể là ngu gia căn bản sẽ không có để lộ ra đi, cũng không biết ngu minh nhã có biết hay không việc này, lấy nàng tính cách, chỉ sợ sẽ thét chói tai nổi điên kích thích tam liên. Lục dĩ hoài đôi mắt thâm thâm, đột nhiên hỏi cái vấn đề, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp, vẫn là có ý lâm vào. Chẳng lẽ là cố ý? Ngu trà còn thật không từng nghĩ vấn đề này, như vậy tưởng tượng, chỉ cảm thấy tế tư khủng cực. Lục dĩ hoài nhưng không có lại mở miệng. Ngu trà bị hắn điếu khởi khẩu vị, lại không được đến đáp án, trong lòng có thể nóng nảy, năng nỉ đạo, ngươi đừng nói chuyện chỉ nói một nửa nha. Không biết. Lục dĩ hoài quay đầu đi. Vừa nghe chính là có lệ. Trở về đi. Lục dĩ hoài đột nhiên sửa lại chủ ý, bắt lấy ngu trà thủ đoạn, đầu ngón tay đáp tại cổ tay của nàng nội trắc, cảm nhận được mạch đập tim đập tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Hắn câu câu môi, vẫn chưa trạc phá. Ngu trà cũng không có giải dụa, dù sao cũng là dãy dụa bất quá, liền ngoan ngoãn mà bị hắn dắt tay, sau đó cùng nhau hồi tiểu lâu. Mới vừa từ bên trong đi ra vương mụ nhìn đến hai cái người đã thấy nhưng không thể trách, một bắt đầu nàng còn lo sợ bất an, hiện tại liền mang theo tươi cười, nhìn hai cái hài tử cùng lên lầu cái thang. Đến lầu hai, ngu trà chuẩn bị trở về phòng. Trà trà. Lục dĩ hoài nói. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, hơi hơi không lưng xuống, cùng nàng khoảng cách bất quá một chút, tự hồ tự hồ cũng có thể cảm giác được nữ hài khẩn trương lên tiếng hít thở. Ngu trà vẫn luôn không rất thích ứng hắn gọi chính mình trà trà, mỗi lần đều phản phất dẫn theo điểm khác thường cảm xúc, nhưng nàng khống chế không được mà tưởng khởi đời trước bị hắn đưa vào vân điên khi, hắn sẽ như vậy gọi. Nàng lại thất thần, nhưng lại đỏ mặt. Lục dĩ hoài không biết nàng đang suy nghĩ gì, chính là vương tay nhéo nhéo nàng vành tai, tiểu xảo lại nhuyễn miên, Hắn tầm mắt vi trầm, ngươi tưởng nhìn tiết mục, cùng nhau. Tác giả có lời muốn nói thạch trùy, trà trà cả ngày tại trong ốc lái xe vương mụ di mẫu cười canh hai rất vãn, có thể ngày mai buổi sáng nhìn. Chương 47 47 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cùng nhau nhìn tiết mục. Ngu trà còn không có thể từ chuyện vừa rồi trong phục hồi lại tinh thần, liền nghe thấy một câu nói kia, cảm giác tự hồ không có gì liền gật gật đầu. Chờ nàng kịp phản ứng khi, đã tại tư nhân rạp chiếu phim trong. Vương mụ vẻ mặt tươi cười mà ở bên trong chuẩn bị các loại đồ ăn vặt, tại ngu trà đi đến cạnh cửa thời điểm, nói lão bà tử trở về phòng gọi điện thoại, liền không quấy rầy, có việc có thể gọi ta. Ngu trà chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn nàng rời đi. Còn không lại đây. Lục dĩ hoài ra tiếng. Đến. Lục gia tự nhiên là mỗi cái địa phương đều trang hoàng được rất hảo, này tư nhân rạp chiếu phim ngu trà chỉ có đời trước tiến vào quá, vẫn là bị Lục Dĩ Hoài bức cùng hắn cùng nhau nhìn ái tình phiến. Nàng cũng không biết vì cái gì Lục Dĩ Hoài khi đó đều thành tổng tài, như vậy thích ái tình phiến, cùng nàng cùng nhau nhìn hảo nhiều bộ. Này tư nhân rạp chiếu phim trong có giường, bọn họ còn tại mặt trên nằm quá. Ngu trà lắc lắc đầu, nhanh chóng đem ký ức vứt ra đi đi đến hắn bên cạnh người ngồi xuống miếm môi bởi vì tại tiểu hoa trong vườn trì hoãn thời gian trưởng giờ phút này khoảng cách bá xuất đã đi qua hơn một giờ cho nên nên nhìn cũng đã xem xong rồi tiết mục tổ một chút đều không có lãng phí thời gian mua học sức phái thượng công dụng lúc này mới để nhất kỳ mới vừa bá xuất đạn màng liền che kín toàn bộ màn hình lục dĩ hoài thiết trí nửa bình nhìn loại này tống nghệ có đôi khi không bằng nói là tại nhìn đạn màng chính là bởi vì có này đó đạn màng, tống nghệ ngược lại càng có thú một ít, bởi vì hiện tại sa điêu võng hữu nhóm rất hấp dẫn người. Tiết mục tổ một chút đều không hàm hồ, này một quý phân chia hai bộ phận, xen kẻ truyền phát, này một kỳ chính là ngu minh nhã cùng Trần Thanh Mai, một cái nuông chiều từ bé minh tinh đại tiểu thư cùng một cái thư đều đọc không khởi nông thôn nha đầu, đề tài độ 10 phần. Cái thứ nhất màn ảnh liền đối với chuẩn ngu gia, hàng chục màn ảnh từ hào trạch thượng phiêu quá, sau đó lại trực tiếp tiến nhập bên trong gian phòng ngôn minh nhã xuyên phiêu lượng váy nhất nhất giới thiệu gian phòng của nàng phòng giữ quần áo bàn học còn có nàng cá nhân phòng nhỏ chuyên môn bãi phóng nàng các loại ảnh chụp tươi cười ngọt ngào tiến đến chính là loại này trắng ra huyễn phú đạn màng nhất điều điều hâm mộ khen đi qua thẳng đến Ngô minh nhã tại màn ảnh trước chuyển vòng vòng giới thiệu nàng hôm nay xuyên váy đạn màng rốt cục phát sinh biến hóa này váy chính là video trong bị câu phá cái kia. Nàng hiện tại như vậy cao hứng, phỏng chừng căn bản không thể tưởng được tiếp qua không lâu liền trực tiếp phá đi ha 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 ha. Như thế nào nhìn nàng kinh ngạc khoái nhạc như vậy mi? Mặc dù là cả ngày đều tại quay phim, nhưng là các nối biên tập rất nhiều, không bao lâu ngu minh nhã an vị xe xuất phát, hướng Trần Thanh Mai sở tại Sơn Thôn xuất phát. Võng hữu nhóm không có gì bất ngờ xảy ra thấy được nàng một cước thải đến bùng đất hố trong hình ảnh, lại nhìn đến nàng váy bị bên đường vương ra tới nhánh cây câu phá, chật vật bất kham. Ta thiên à a ha, ha 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 thật thê thảm. Ngu minh nhã có phải hay không xuẩn, vì cái gì muốn xuyên cái này đi sơn thôn. Chỉ có ta một cá nhân nhìn đến ngu minh nhã biểu tình vặn vẹo một chút sao. Phía trước không là một mình ngươi, ta cũng nhìn thấy. Tuy là ngu trà, cũng nhịn không được cười cười. Nhìn ngu minh nhã kinh ngạc thật là một loại vui vẻ, nhất là nàng không thể không giả bộ ôn nhu thiện giải nhân ý bộ dáng, vẫn không thể phát hỏa, thật chính là mình cho chính mình tìm tội thụ. Chờ ngu minh nhã thiên tân vạn khổ đến Trần Thanh Mai trong nhà, kia phó sợ ngay người biểu tình lập tức liền sung sướng võng hữu nhóm. Vẫn luôn đến nơi đây, võng hữu nhóm đối nàng ấn tượng đều không sai. Dù sao cũng là bạch phú Mỹ, chiều chuộng một chút rất bình thường, cùng phía trước mấy quý khách quý so sánh với, là thập phần thảo hỷ. Thẳng đến hạ một cái màn ảnh xuất hiện, ngu minh nhã trực tiếp sắc mặt khó coi mà đẩy ra Trần Thanh Mai ca ca, mà còn nói ra đã thương người nói, ti không hề cố kỵ. Nàng có phải hay không đầu óc có bệnh? Là nàng chính mình muốn tham gia tiết mục, không biết rằng tới nơi này sẽ tao ngộ đến cái gì sao? Người ca ca tưởng cho nàng ăn chút hảo, cũng là nàng chính mình muốn hạ điền, kết quả nói như vậy nói ai so với ai khác bẩn. Không thể không nói, cái này màn ảnh rất chiêu hắc. Ngu trà nhìn đến đạn màn lập tức liền dày đặt đứng lên, võng hữu nhóm đối ngu minh nhã thái độ lập tức liền thay đổi, có khó nghe thậm chí mắng đứng lên. Tống nghệ chính là như vậy. Trong bệnh viện, ngu minh nhã cùng Trần Thanh Mai cũng tại nhìn tiết mục. Chính là cùng Trần Thanh Mai bình tĩnh bất đồng, ngu minh nhã cả người đều hấp tấp nóng nảy được không được, nhất là nhìn đến kia mặt trên đạn màng, càng là khí được lợi hại. Đây là điên rồi đi, còn đem người đẩy ngã. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy người, thoát vấn. Cái này ca ca làm sai cái gì, muốn bị nàng như vậy trực tiếp đẩy mạnh nê trong, bên trong còn khả năng có con đĩa. Vừa rồi liền không nên giúp nàng mới đối. Ngu Minh Nhã có uy bộ tiểu hào, lên mạng đi sưu hạ, thời gian thực trong quả nhiên đều là tại mắng một màn này, nàng nhìn trước mắt phát hắc hơn nữa càng nhiều người tụ tập giới giải trí nổi danh diễn đàn trong cũng là có thiếp mời trực tiếp quải nàng ở bên trong tiệc đồ thổ tào cái này trong khoảng thời gian này tích tụ các loại cảm xúc lập tức bùng nổ ngu minh nhã thế nhưng quên trần mẫn quyên trước dặn dò trực tiếp dùng tiểu hào tại thiếp mời trong hồi oán đứng lên ta nhìn nàng bình thường đều là giả vờ ngươi mới là trang ngươi toàn gia đều là trang ngu minh nhã đi loại này tiết mục chính là tự rước lấy nhục Ngươi muốn đi ngươi còn không có cơ hội, ngươi cái chanh tinh. Ta cảm thấy mặt sau khả năng có càng nhiều xoay ngược lại, đối lập ngu minh nhã chính năng lượng tràn đầy uy bộ cùng phỏng vấn, tống nghệ trong nàng quả thực là cái bảo tàng. Như vậy thật tính tình nữ hài tử làm sao vậy, muốn bị các ngươi nói như vậy, trong nước như vậy bẩn, nàng hại sợ không phải rất bình thường sao? Thẳng đến mắng ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau, nàng mới thật dài thư suốt một hơi mà giờ khắc này tiết mục cũng bá đến Trần Thanh Mai kia một bên. Nàng tiến nhập Ninh Thành Nhất Trung. Màn ảnh quay phim Ninh Thành Nhất Trung, chụp đến rất nhiều đi đến trường đồng học, sau đó cùng Trần Thanh Mai đi ngu minh nhã sở tại phòng học. Ngu minh nhã trừng mắt, nhìn Trần Thanh Mai ngồi ở nàng vị trí, vương tay chạm vào trước người khác đưa tình thư cùng lễ vật. Này đó lễ vật cùng tình thư, nàng bình thường sẽ nhất nhất xem qua, sau đó có thể ăn cũng sẽ phân cho đồng học nhóm, lấy gia tăng chính mình ôm nhu độ. Tuy rằng Trần Thanh Mai chính là đụng, cũng không có mở ra, nhưng là ngu minh nhã lại mắc lộ ra chán ghét, nàng là sẽ không lại đụng mấy thứ này. Hơn nữa nàng gần nhất thật sự không nghĩ ra là, vì cái gì mụ mụ sẽ tại Trần Thanh Mai phòng bệnh trong, đối nàng như vậy hảo, như vậy ôm nhu. Chẳng lẽ là tưởng nhận nàng đương nữ nhi? Ngu minh nhã nắm chặt quyền, nàng mới không sẽ nhượng loại tình huống này phát sinh, lúc trước ngu trà như vậy bị ngu lập hoa thích không phải là thành hiện tại bộ dáng chỉ có chính mình mới là ngu gia duy nhất đại tiểu thư tống nghệ tiếp mục một kỳ cũng chỉ có một giờ nhiều một chút điểm rất nhanh liền nhìn xem không sai biệt lắm trần thanh mai đến ngu gia sinh hoạt cùng ngu trà suy đoán nhất dạng trần mẫn quyên như vậy để ý mặt mũi lại là tại màn ảnh trước cho nên đãi trần thanh mai cực hảo đi theo làm tùy tùng hỏi han ân cần nghe được trần thanh mai gia thế khi còn rơi xuống lệ thoạt nhìn giống như là thật sự một gia nhân dường như tuy rằng như thế nhưng là đạn màng lại không lưu tình chút nào cái này khóc có phải hay không tích nhãn dược thủy tuy rằng ta nhìn cũng muốn khóc nhưng là ngu minh nhã mụ mụ khóc được nhượng ta khởi nổi da gà này khóc thời điểm cũng quá làm kiêu có chút giả dắt lừa thuê trần thanh mai thoạt nhìn lá gan tiểu tiểu thật hy vọng nàng có thể làm xuất điểm thay đổi, biệt vẫn luôn như vậy. Tới Ninh Thành nhất trung sau, Trần Thanh Mai liền đã xảy ra thay đổi, nàng khác cầu tri thức, tưởng muốn học tập thái độ cơ hồ là phung dũng mà xuất, nhưng võng hữu nhóm nhìn xem thập phần trầm mặt. Một cái tưởng muốn đọc sách hài tử bởi vì gia đình nguyên nhân nhưng không cách nào đọc sách, mà có đọc sách năng lực người lại biến đổi biện pháp không đi học. Hảo tại tiết một tổ cũng biết cái này màn ảnh không thể phóng rất nhiều, không phải người xem cảm xúc vẫn luôn như vậy thấp, Hạ Kỳ liền không nhất định nhìn. Khán giả thương tâm rất nhiều, sẽ biết Trần Thanh Mai hạ một cái nhiệm vụ là cái gì đi cùng ngu Minh Nhã muội muội chào hỏi. Bọn họ còn đang suy nghĩ ngu Minh Nhã muội muội có phải hay không cùng ngu Minh Nhã muội muội nhất dạng, luôn chiều từ bé, và mồm cải láo bức người. Sau đó liền thấy được màn ảnh trung chợt lóe mà qua mặt. Vài giây sau, đạn màn lập tức tập trung nổ mạnh. Họa tàu họa tàu. Là ai? Ta tâm động. Cầu cái này tiểu tỷ tỷ tin tức, cái này mặt nghiêng cùng bóng dáng liền đầy đủ ta tâm động. Này mới là chân chính vườn trường nữ thần A, trước kia những cái đó điện ảnh trong chụp đến đều là cái gì ngoạn ý, lại lão lại tục. Đừng đi tìm muội muội Tìm cái này tiểu tỷ tỷ đi. Tiết mục tổ thật sự là đi rồi cứt chó vận, cư nhiên có thể chụp đến như vậy mắt sáng tố người ngu trà nhìn này đó thổi chính mình người, đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng, sau đó liền nghe được người bên cạnh khẽ cười. Nếu là này địa thượng có phùng, nàng khẳng định liền trực tiếp toản đi vào. Màn ảnh lập tức biến hóa, đi tới năm ban cửa. Ngu trà đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên sau so vừa rồi muốn hảo điểm, nhìn trên màn ảnh che khuất chính mình nửa khuôn mặt đạn màng, nàng đột nhiên muốn cười, cuối cùng vẫn là nhịn được nàng nhìn chính mình đưa cho Trần Thanh Mai mấy viên đường, đạn màng trong lập tức bắt đầu an bài những cái đó đường nơi đi, thậm chí tiếc hận bị Trần Thanh Mai ăn. Ngu trà ngược lại là biết này đó đường nơi đi. Quả nhiên, hạ một cái màn ảnh trực tiếp liền xuất hiện nhất ban chỗ. Không thấy này người, hiểu biết này thanh. Sau đó vẻ mặt đạm mặt lục dĩ hoài xuất hiện tại màn ảnh trung, hắn ánh mắt xẹt qua Trần Thanh Mai, cuối cùng định ở trên tay của nàng ngoạ tàu cái này thanh âm ta mang thai ninh thành nhất trung đây là cái gì bảo tàng trường học ta quyết định mụ mụ ta ngày mai liền muốn chuyển trường đi qua ô ô ô như vậy soái tiểu ca ca an vị xe lăn là bị thương vẫn là về sau liền không đứng lên nổi tưởng tượng một chút hắn dáng tại ngươi bên tai biện hộ nói mụ nha lời tâm tình đó là không có khả năng ngu trà cẩn thận nghĩ nghĩ đời trước cũng không phải chưa nói quá lời tâm tình chính là đều mang theo điểm uy hiếp ý tứ hàm xúc mà địa điểm cũng tổng là không thích hợp nàng nhấp nhấp môi chân nhân ngay tại bên cạnh mình nhìn này đó đạn màng liền càng kỳ quái ngu trà vương tay đi lấy trên bàn trái cây ăn vương mụ hôm nay chuẩn bị hảo vài loại quả hạch nói là bổ sung dinh dưỡng ngu trà tương đối yêu thích ăn vui vẻ quả chính là này duỗi ra tay đi ra ngoài sờ soạn nửa ngày vui vẻ quả không đụng đến đụng đến mặt khác một cái vi hơi lạnh tay. Sờ ta. Lục dĩ hoài thấp giọng nói. Không có. Ngu trà vội vội vàng vàng mà phủ nhận ta chỉ là. Ta chỉ là tưởng lấy đồ vật ăn. Kỳ thật nàng thật sự qua lại sờ soạn nửa ngày. Phải không? Lục dĩ hoài hừ một tiếng, dùng sức nắm tay nàng, sợ tới mức ngu trà nhanh chóng rút về đến, liên quả hạch cũng không lấy. Như vậy nhất tới, nàng lực chú ý liền toàn dời đi. Trong bóng đêm, chỉ có trên màn ảnh chiếu sáng ở trong phòng, chỉ có trước mặt khu vực là có thể hoàn toàn thấy rõ, ngu trà thậm chí nhìn không tới lục dĩ hoài phía sau. Nàng còn tại hãy còn ngẩn người, lục dĩ hoài lại đột nhiên tiến lên, nghiêng người, khí thế kinh người, đem nàng áp tại sofa thượng. Làm. Làm gì? Há mồm. Lục dĩ hoài lột cái trái cây niết tại đầu ngón tay, tại nàng bên môi thoảng qua đi lăng lăng ta tự mình tới ngu trà nói nàng mới không cần bị lục dĩ hoài uy nhất là hiện tại thoạt nhìn liền rất nguy hiểm tư thế lục dĩ hoài không động cũng không nói chuyện ngu trà dằn con một lát chậm rãi há mồm lập tức liền bị uy khẩu lục dĩ hoài đã lớn lên từ từ hướng nam nhân tới gần thân thể hắn ngực kiên cố hữu lực mang theo một loại đặc biệt nhiệt độ cường ngạnh mà bao bọc trụ nàng. Bởi vì thân cao trên lệch, ngu trà chấp mũi va chạm vào hắn hầu kết. Cứng rắn mà gợi cảm. Ngu trà có thể rõ ràng mà cảm giác đến lục dĩ hoài hầu kết lăn lộn, hắn hữu lực tim đập, còn có trên người hắn truyền đến thanh hương, chọc người mê loạn. Ngươi đừng như vậy, ngươi thật nặng. Nàng nhỏ giọng mà oán giận, giống như là cừu dường như, nhẹ giọng hừ hừ, ta muốn bị đè chết. Lục dĩ hoài cúi đầu, nhìn chầm chầm nàng tiểu lộc kinh hoảng ánh mắt, bỗng nhiên hôn hôn nàng khóe môi liền chết ở ta trong ngực. Thiếu nữ môi ngọt nhuyễn, còn mang theo điểm quả hạch hương vị, nhượng người ý loạn tình mê, lục dĩ hoài cảm giác chính mình sắp nhịn không được. Ngu trà kinh hoảng mà nhắm mắt lại, tay để tại hắn ngực chỗ, ra ngoài nàng dự kiến, lần này chỉ là một cái khẽ hôn. Đừng động. Đỉnh đầu có thanh âm. Ngu trà tay bị hắn bắt lấy. Lại lộn xộn ta liền không bảo chứng. Lục dĩ hoài khàng tiếng. Ngu trà cả người đều định trụ, lỗ tai hồng thành một mảnh, tại hắc ám hoàn cảnh trung cũng thấy không rõ, nàng căn bản không dám lại động một chút. Nàng là biết lục dĩ hoài dục vọng, từ đời trước chỉ biết, từ hắn lăn lộn hầu kết chỉ biết, hắn tại khắc chế nội tâm xúc động, khi cổ tưởng muốn đối nàng làm cái gì dục vọng. Trên màn ảnh, màn ảnh nhắm ngay ngồi ở xe lăn thiếu niên, hắn bình tĩnh mở miệng, ta tục huyết áp. Mà ngu trà biết, áp tại trên người mình người căn bản không có như vậy yếu, không chỉ như thế, còn cường đến nhất định nông nổi. Nàng ngượng ngùng đạo, ngươi nhanh lên đứng lên. Lục dĩ hoài nhìn không chuyển mắt mà nhìn nàng, nặng nề đáy mắt là sâu không lường được cảm xúc, tầm mắt tại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xẹt qua, lạc tại yên hồng cánh môi thượng, bỗng nhiên sinh ra điểm khác dạng ý tưởng. Sau đó hắn liền mở miệng, ngươi van cầu ta tác giả có lời muốn nói hướng A. Càng được chậm, này chương 2 phân bình phát hồng bao. Chương 48 48 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi vang cầu ta Ngu trà sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng lục dĩ hoài nói thật là kia bốn chữ, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Này bốn chữ ký ức thật sự quá mức khắc sâu, nàng rất dễ dàng liền về tới từ trước, nàng không là xem qua là nhớ, nhưng đời trước mỗi chút sự lại nhớ rõ dị thường rõ ràng này đó từ nàng lần nữa trở lại lục dĩ hoài bên người liền phát hiện nàng nhớ rõ đã từng ở bên cạnh hắn trải qua rất nhiều chuyện liền giống phát sinh tại ngày hôm qua nhất dạng không chút nào từng quên đi lúc trước ngu trà vẫn là đối ngu gia hoài có hy vọng không biết như thế nào ngu gia công ty bị đã kích cho nên trần mẫn quyên liền làm xuất một bộ khổ sở bộ dáng nhượng nàng đi tìm lục dĩ hoài nhượng hắn giúp đỡ đời trước ngu trà tự nhiên là nghe lời mà đi. Chính là kia thiên lục dĩ hoài cảm xúc không thế nào hảo, ngu trà cũng không dám dễ dàng mở miệng, chỉ chờ buổi tối động tình khi nhỏ giọng mà đề việc này. Nàng nằm ở trong ngực của hắn, trên người mềm mại, còn mang theo đặc biệt ngọt nị hương vị nhi, để tại hắn ngực chỗ, thấp thỏm bất an. Lục dĩ hoài chính mồm hỏi nàng có phải hay không muốn giúp ngu gia, ngu trà do dự mà gật gật đầu, sau đó liền nghe được hắn lạnh giọng nói cầu ta da thịt chạm nhau lại còn nhắc tới dạng nhục nhã nói ngu trà qua thật lâu mới nhỏ giọng mà nói nàng biết lục dĩ hoài có đôi khi sẽ cảm xúc lặp đi lặp lại yêu cầu vô thường chính là nàng không ngờ rằng là kia vãn nàng thiếu chút nữa chết chìm tại tình dục chung không cần nàng trực tiếp phản bác ngu trà đẩy lục dĩ hoài nhưng là căn bản không thôi động ngược lại chính mình càng ngày càng xấu hổ như vậy bầu không khí trên người nàng đều bắt đầu hơi hơi run rẩy lục dĩ hoài mở miệng không nói hắn không chút nào có đứng lên ý tứ ngu trà tự nhiên là biết hắn ác thú vị cũng biết hắn chỉ sợ là không nghe đến câu nói kia không sẽ đi lên nàng lại không dám bạo lực trên màn ảnh tiết mục đã truyền phát hoàn tất bắt đầu phóng phiến vĩ khúc thanh sản âm nhạc quanh quẩn tại rạp chiếu phim bên trong gian phòng ngu trà lỗ tai lập tức thanh minh đứng lên nàng nhấp nhấp môi, cũng không có mặt khác chủ ý, đành phải nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Vang cầu ngươi. Ngu trà không biết lúc này chính mình là bao nhiêu câu nhân, tiểu mà nhuyễn giọng nói nhu nhu, thập phần dễ dàng nhượng người đáy lòng liền vọt lên khác một phen tư vị. Lục dĩ hoài cười khẽ thanh, ngay tại nàng tai trắc. Đi đi. Ngu trà vội không ngừng nói, nàng nhục nhã được mặt đỏ rần, vừa rồi nhiệt độ như trước không có tiêu tán. Lục dĩ hoài vương tay, đầu ngón tay vê đi nàng tóc mai biên một sợi sợi tóc, cố ý nói, thoạt nhìn không tình nguyện bộ dáng. Nói xong, hắn liền nhìn đến dưới thân nữ hài mở mắt ra, trợn tròn mắt, tại hắc ám hoàn cảnh trung, trong mắt tinh quang thập phần rực rỡ. Ngu trà không thể tin, ngươi lật lọng. Lục dĩ hoài nhưng không có lại nói cái gì, hơi hơi cúi đầu, nàng mới vừa mới vừa nói hoàng nói, còn trương miệng, giờ phút này bị hắn bắt lấy cơ hội, dễ dàng mà liền bắt được kia một mặt ngọt ngào. Sofa thượng, trong bóng đêm chỉ có giao điệp tại cùng nhau hai cái người. Trên màn ảnh tiếp một truyền phát hoàn tất, dừng lại tại cuối cùng một cái trang mặt, định trụ bất động, bên trong gian phòng lúc này an tĩnh lại. Bỗng nhiên, có tiếng hít thở dồn dập. Lục dĩ hoài buông ra ngu trà, Vương tay nhéo nhéo nàng cái mũi, ngậm cười mở miệng, lại không thở dốc liền chết. Ngu trà ngậm chặt miệng, lỗ tai động động, vận thủy quan con ngươi liền như vậy nhìn lục dĩ hoài, nhượng hắn cảm xúc lại khởi. Nàng lập tức liền phát hiện, bay nhanh mà bỏ qua một bên đầu. Lục dĩ hoài trong lòng than thở một tiếng, tránh ra, hai cái người cũng sắp xếp ngồi ở sofa thượng, lại khôi phục một bắt đầu bộ dáng, chung quanh không khí lại hoàn toàn bất đồng. Ngu trà mím môi ngồi ở chỗ kia, cúi đầu. Nàng đêm nay tóc là khoác, như vậy nhất tới, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, từ lục dĩ hoài góc độ chỉ có thể nhìn đến tú đỉnh cái mũi. Hắn vươn tay đi qua, kéo tay nàng cổ tay, đi ra ngoài. Ngu trà tưởng muốn rút ra, không thành công, chỉ có thể bị hắn lôi kéo ly khai tư nhân rạp chiếu phim, vẫn luôn trở lại hai cái người cửa gian phòng. Lục dĩ hoài liếm liếm môi, chính muốn nói gì. Liền thấy ngu trà lập tức tránh thoát, bay nhanh mà vào chính mình gian phòng, trực tiếp đem cửa phòng cho đóng lại, phát ra nặng nề, phanh, thanh. Lục dĩ hoài đứng ở cửa, nửa ngày chỉ sách thanh. Tiểu lâu trong thập phần an tĩnh, chỉ có hắn một cá nhân đứng ở trên hành lang, bên tai quanh quẩn kia thấp thấp vang cầu ngươi một câu, hầu kết thượng hạ lăn lộn. Một lúc lâu, lục dĩ hoài nơi cổ họng tràn ra một tiếng thở dài. Hắn nhanh không kịp đợi. Internet thượng trao đổi nhân sinh, chính lửa nóng. Tống nghệ đệ nhất kỳ thượng tuyến sau, hơn nửa hai ngày cuối tuần lên men, chờ đến ngày thứ hai thời điểm đàm luận độ đã vượt qua không thiếu hấp dẫn tống nghệ, hảo vài cái từ điều đều quải tại hót xuất thượng. Hai cái bộ dáng ngu minh nhã, còn có Trần Thanh Mai, dư lại chen vào hót xuất trước năm trung liền là trao đổi nhân sinh muội muội cùng trao đổi nhân sinh đổi đường hai cái, tìm tòi lượng thập phần cao. Ngu minh nhã miếng lần trước cùng đạo diễn miếng đại chiến, còn có một chút người nhớ rõ việc này, lần này cũng nhìn ôi bổ thượng video. Nhất thời trào phúng một mảnh nàng mới nhất quay bộ là tuyên truyền, trao đổi nhân sinh, đoạn treo lơ phim, nguyên bản hấp dẫn bình luận đều là chính mình miếng liếm bình, hiện tại tất cả đều là mộ danh mà đến võng hữu nhóm, tiệc đồ tống nghệ phát đi qua. Rất nhiều người liền cùng nhau trào phúng nàng tại tống nghệ trong hành vi. Trương Vân Vân là một cái thích nhìn tống nghệ học sinh, nàng hiện giờ đại một, không có chuyện gì trừ bỏ tống nghệ chính là truy tinh, đêm qua không có chuyện gì, liền nhìn, trao đổi nhân sinh, cái này tống nghệ nàng đối ngu minh nhã không có hứng thú, cũng không thích nàng hành vi, nhưng là lại đối bên trong xuất hiện ngu trà cùng lục dĩ hoài sinh hứng thú, bằng nàng nhiều năm qua trực giác, cái này tống nghệ bên trong hai cái người tuyệt đối không ngừng như vậy điểm màn ảnh. Trương Vân Vân bay nhanh địa thượng quầy bộ tìm tòi, quả nhiên đã có người phát rồi hai người kia tiệt đồ, dưới có người cho truyền tống môn. Ta nhận thức bọn họ. Nữ sinh gọi ngu trà trà trà, nam sinh gọi lục dĩ hoài, không biết quầy bộ nàng thuận theo bò đến trà trà quầy bộ. Chờ nhìn đến miếng sổ khi, Trương Vân Vân liếu lưỡi, còn tại thượng cao tam lại ủng có nhiều như vậy miếng, bình luận sổ đều vượt qua một ít trăm vạn phấn doanh tiêu hào. Trà trà cái này bác chủ hiện giờ vẫn là cái mới tấn mạng họa bác chủ, lập tức từ cái vòng nhỏ hẹp tiến nhập đại chúng tầm mắt nội. Trương Vân Vân điểm đi vào nhìn đến chính là trước hai ngày đổi mới mạng họa. Mạng họa trung, trà trà tại thổ tào đại ma vương tuy rằng quá ngắn, nhưng là Trương Vân Vân lại nhìn vẻ mặt di mẫu cười, không tự chủ được mà phiên đến tối dưới, từ điều thứ nhất bắt đầu nhìn. Nhìn hoàng sao đã là mấy giờ sau? Trương Vân Vân hét lên vài cái sau, mới rốt cục nhớ tới, bên trong này đại ma vương cư nhiên là ngồi ở xe lăn. Tuy rằng gần nhất mấy thì ngẫu nhiên tài năng nhìn đến xe lăn. Nhưng là từ một bắt đầu đích thật là ngồi ở xe lăn không sai. Này bất hòa tống nghệ trong giống nhau như đúc sao không có khả năng xuất hiện loại này trùng hợp đi. Cùng nàng không sai biệt lắm, ngu trà ội bộ thượng mạng họa tự nhiên mà vậy mà bị võng hữu nhóm thấy được, các nàng vốn là chuẩn bị khen đa tài đa nghệ, nhưng là chờ nhìn đến mạng họa thượng nội dung, liền lập tức giật mình. Cái này cả ngày khi dễ trà trà đại ma vương, có phải hay không chính là tống nghệ trong cuối cùng xuất hiện cái kia nam sinh A? À? Ta nhìn hai cái người đều không cùng xuất hiện, là ý dâm đi có khả năng là thầm mến nam sinh, cho nên chính mình vẽ họa, không sẽ bác chủ có huyễn tưởng chứng đi. Chẳng lẽ đây không phải là tình lữ sao? Về trà trà mạng họa rốt cuộc là thật sự vẫn là huyễn tưởng đi ra, võng hữu nhóm bột phát ra kịch liệt đấu tranh. Trương Vân Vân tự nhiên là cảm thấy đây là thật sự, nàng thuận theo đi ninh thành nhất trung tai ba, tìm tòi ngu trà cùng lục dĩ hoài tên, thấy được không thiếu thiếp mời, càng ngày càng hết lòng tin theo chính mình ý tưởng cho nên nàng cùng người khác trực tiếp tại bình luận trong xảo đứng lên lục dĩ hoài căn bản sẽ không có tục huyết áp. Hắn khẳng định là muốn ăn trà trà đường. Rất nhanh, kia người hồi nàng, thôi đi, nếu nhận thức, hắn muốn ăn còn không sẽ chính mình đi có muốn không? Ha ha, việc cái gì đều ấn đầu xe. Trương Vân Vân thiếu chút nữa tức chết, cố tình không lý do phản bác. Nàng tại tai ba trong không thấy được lục dĩ hoài không tục huyết áp chứng cứ, là nàng suy đoán, cho nên cũng vô pháp trực tiếp đánh mặt. Trương Vân Vân khí bất quá, rõ ràng phát tư tính, trà trà, người mạng họa là chân thật vẫn là tất cả đều là giả. Nàng thấp thỏm mà chờ trả lời. Thứ hai, thời tiết sáng sủa. Ngu trà buổi sáng đi trường học thời điểm, chung quanh không thiếu đồng học đều tại vây xem nàng, như có như không tầm mắt lạc tại trên người mình. Chính là nàng cùng lục dĩ hoài cùng lên tới trường học, cho nên này đó đồng học cũng không dám trực tiếp tiến lên hỏi ý kiến. Dù sao cũng là chính mình trường học nữ thần tham gia tống nghệ, đại đa số người đều sẽ lựa chọn quan kháng đệ nhất kỳ, kết quả không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tai ba không có gì bất ngờ xảy ra mà xuất hiện hảo vài cái nhiệt thiết. Tối hôm qua trao đổi nhân sinh có người nhìn sao? Nữ thần cùng nữ thần muội muội thật là tiên minh đối lập. Dưới hồi phục vô số, thật không nghĩ tới ngu minh nhã cư nhiên lén lúc là như vậy người, thượng loại này tiết mục liền bại lộ chính mình chân thực tính cách. Ngu trà cũng quá thượng kính đi, kia chợt lóe mà qua thật sự rất kinh diễm, so với rất nhiều minh tinh tuyệt không đa tạ. Ta nhìn thấy lục dĩ hoài đổi đường. Lần trước hỏi không người trả lời, lần này ta còn muốn hỏi hắn thật sự tục huyết áp sao. Ô ô ô, ta cảm thấy ta phấn thượng ngu trà. Nói thật, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy vậy trong đó có bí mật sao ngu trà cùng lục dĩ hoài cùng nhau đến trường cùng nhau tan học rất thân mật đi trên lầu không ngừng ngươi ta đã sớm như vậy cảm thấy nguyên lai trong trường học người không ngừng ta một cá nhân như vậy thông minh lâm thu thu hồi phục hoàn những lời này sau có chút kích động nàng đã sớm đến phòng học ngồi ở vị trí của mình vừa nhìn thấy đẩy cửa là ngu trà kích động mà gọi đứng lên trà trà Ngu trà hoảng sợ, nhỏ giọng điểm. Ô ô ô ngươi hiện tại không là ta một cá nhân trà trà. Lâm thu thu ai oán đứng lên, ngươi bị người khác phát hiện. Nói giống như ta là cái gì bảo tàng dường như. Ngu trà không lời gì để nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm thu thu lắc lắc điện thoại di động, ngươi nhìn xem ngươi oay bộ. Trước họp sớt, có thể rất nhiều người đều nói thích ngươi. Ngu trà tự nhiên cũng nhìn thấy những cái đó họp sớt chính là nàng liền thứ bảy thượng thứ, mặt sau chủ nhật từ trước đến nay lục dĩ hoài tại phục kiện, căn bản nghĩ không ra ôi bộ sự. Nàng nói, ta cho rằng tiết mục tổ sẽ cắt nối biên tập rớt. Lâm Thu Thu nói, mới không sẽ. Loại này tống nghệ tiết mục tổ vĩnh viễn chỉ cần đề tài độ, ngươi nhìn ngu minh nhã, nàng mới thật là bộ mặt thật bại lộ. Hiện tại miếng đều tại thoát vấn. Ngu trà xuất ra tác nghiệp, chỉnh lý hảo để ở một bên, sau đó mới lấy điện thoại di động ra, ta đến xem nhìn Weibo bộ. Lâm Thu Thu lộ ra kỳ quái tươi cười, đại sẽ có thể bị kinh ngạc đến, ta dám khẳng định, ngươi tư tính cùng bình luận tuyệt đối bạo biểu. Ngu trà mới lên tới Weibo bộ, liền nhìn đến một mảnh hồng. Nàng trước đem test cùng bình luận điểm tán đại ý mà nhìn, xác thực mà chấn kinh đến, nhưng là ngược lại lại bắt đầu lo lắng. Xem ra chẳng phải là cũng biết lục dĩ hoài lâm thu thu nhìn nàng biểu tình không đối hỏi làm sao vậy chẳng lẽ là có người mắng ngươi sao ta lập tức đi đem nàng mắng lui võng ngu trà lắc đầu không có hay không võng hữu nhóm là rất kỳ quái tạo thành có hảo có hư có mắng nàng cũng có mắng lục dĩ hoài tập trung tại cùng nhau nàng thật làm không hiểu này có cái gì hảo mắng ngu trà đem một vài khó nghe bình luận cắt bỏ sau đó lại kéo đen một ít người bắt đầu lo lắng khởi lục dĩ hoài đến. Hắn hiện tại liền kém cuối cùng một chút thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục, nhìn tiếc mục cư nhiên còn có công kích hắn tàn tật, còn có nguyền rủa hắn cả đời cứ như vậy, đỏ mắt được không được. Ngu trà đặc biệt khí. Đời trước không biết vì cái gì lục dĩ hoài không có chữa khỏi, lần này nàng có thể không cho phép còn có loại tình huống này phát sinh, này đó bình luận cũng không thể nhượng lục dĩ hoài nhìn đến. Ngu trà quay đầu đi, bắt lấy Lâm Thu Thu đang tại soát quầy bộ tay, Thu Thu, tan học ngươi bồi ta đi một chuyến thư điếm. a à, đi thư điếm làm gì? Lâm Thu Thu mắt lộ ra nghi hoặc. Mua thư. Mua trà lời ít mà ý nhiều. Này đều nhanh cuối kỳ, còn mua gì thư, Lâm Thu Thu nhịn không được tưởng, bất quá vẫn là gật gật đầu đi. Tác giả có lời muốn nói canh hai như trước vãng, có thể sáng mai nhìn. Chương 49 49. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Còn chưa tới giữa trưa, khác một sự kiện đã xảy ra. Tần Du không biết từ nơi nào lộng đến ngu trà dãy số, lén lút cho nàng phát rồi điều tin tức, tiểu tẩu tử, lục ca này thứ tư sinh nhật. Lúc đó, ngu trà còn tại lên lớp. Nàng tan học sau nhìn đến cái tin tức này đều có điểm ngây người, thật đúng là muốn đến, gần nhất ngày quá được ổn, nàng đều quên chuyện này. 18 tuổi sinh nhật, quan trọng nhất một ngày. Lâm Thu Thu từ bên ngoài trở về thời điểm nhìn nàng đều tại thất thần, vất vất tay, Hiếu Kỳ nói, tưởng cái gì ni, hô ngươi đều không phản ứng. Ngu trà quơ quơ mắt, lôi kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, biệt nhân sinh nhật, ta suy nghĩ đưa cái gì lễ vật, ngươi có ý kiến gì không sao? Lâm Thu Thu hỏi, nam sinh nữ sinh A. À? Ngu trà nói, nam sinh. Nàng biết lục dĩ hoài yêu thích. Cũng biết nàng lần này sẽ thu được người khác đưa cái gì lễ vật, chính mình tổng sẽ cùng bọn họ trọng điệp, được lần nữa tưởng một cái mới được. Úc, lâm thu thu kéo dài giai điệu, cùng ngu trà chơi được hảo nam sinh không nhiều lắm, đại đa số ngại với lục dĩ hoài tồn tại, cũng chỉ là lén lút đưa tình thư, như vậy nhượng nàng phiền lòng chỉ sợ cũng chỉ có lục dĩ hoài một cá nhân. Nàng để sát vào điểm, ngươi đem ngươi chính mình đi lên A. Ngu trà cả kinh vỗ một chút nàng, ngươi nói cái gì đó lâm thu thu ha 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 cười rộ lên né tránh nàng tay không quá vài giây lại lần nữa trở lại chỗ ngồi ta nói là thật a à, đừng không tin ngươi đưa cái gì hắn đều sẽ thích nàng bổ sung đạo thích nhất đương nhiên là ngươi ngu trà hai má nhiễm thượng ửng đỏ không cần nói bừa lâm thu thu nói ngươi biệt lừa mình dối người ngươi nhìn ngươi hành vi ngươi trong lòng còn không điểm số sao suốt ngày liền nghỉ học tập Ngu trà phản bác nói ta không có hảo đi hảo đi ngươi không có. Lâm Thu Thu biểu tình chính xác đứng lên trà trà, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. À, trong trường học không thiếu nữ sinh cũng biết lục dĩ hoài sinh nhật, khẳng định lén lút đều tại chuẩn bị lễ vật. Hắn nhân khí luôn luôn không thấp, hơn nữa đã từng vi ngu trà suốt đầu khi xoái khí, cho tới bây giờ tống nghệ trong chợt lóe mà qua khó có thể quên. Ngu trà Nga Thanh, ta biết. Lâm Thu Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi quan biết vô dụng, ngươi phải có hành động thừa dịp lục dĩ hoài ngồi ở xe lăn ngươi đi cường hôn cam đoan hắn chạy không được tuyệt đối sẽ nhượng hắn có một cái khó quên sinh nhật ngu trà bị nàng nói sửng sốt sửng sốt bất quá nàng cũng bế khẩn miệng nàng bị lục dĩ hoài thân nhiều lần người khác còn không biết nàng tự nhiên cũng sẽ không đi nói hơn nữa sinh nhật đi cường hôn vừa nghe liền không ra làm sao cuối cùng một tiết khóa lên lớp trước trong trường học lại ra tin tức Trần Thanh Mai chuyển trường đến Ninh Thành nhất trung Lâm thu thu trảo di động đánh chữ bay nhanh Một bên cùng người nói chuyện phím Một bên cùng ngu trà nói Nghe nói là ngu minh nhã nàng mụ đưa Trần Thanh Mai lại đây Thật có chút không thể tin được Tống nghệ đều chụp xong rồi Nàng còn đối Trần Thanh Mai như vậy hảo Nghe đến sự Ngu trà ngược lại là trong lòng có số Nếu như không có vấn đề nói hẳn là trần thanh mai chính là trần mẫn quyên thân sinh nữ nhi tại hương sinh hoạt lâu như vậy hiện tại đương nhiên muốn nhanh chóng bù lại nhượng nàng thích ứng hào môn sinh hoạt ngươi nói có phải hay không còn tưởng xây dựng chính mình hảo mụ mụ nhân thiết lâm thu thu để điện thoại di động xuống tò mò mà hỏi khả năng đi ngu trà thuận miệng đạo việc này nàng cũng bất chuẩn bị nói ra vạn nhất trêu chọc xuất cái gì sự đến ngược lại nhượng lâm thu thu các nàng lâm vào trong lúc nguy hiểm. Chỉ là làm toàn giáo người không nghĩ tới là, Trần Thanh Mai tại về trường học sau, chuyện thứ nhất chính là đi năm ban phòng học, tìm ngu trà. Trong phòng học không thiếu đồng học đều nhìn chầm chầm bên ngoài hai cái đứng chung một chỗ nữ hài, Trần Thanh Mai hiện giờ mặc quần áo phong cách rất hảo, nguyên bản liền lớn lên thanh tú, như vậy vừa thấy còn đỉnh dễ nhìn. Đương nhiên đứng ở nàng đối diện ngu trà càng xuất sắc. Trần Thanh Mai ngón tay đều khẩn trương được nắm chặt đứng lên, ta hiện tại ở tại Ngu Gia, ngươi có phải hay không đã biết. Ngu Trà nói, ta biết. Trần Thanh Mai mở to hai mắt nhìn nàng, không biết vì cái gì như vậy đại sự, nàng cư nhiên như vậy bình tĩnh. Ngươi tìm đến ta cái gì sự? Ngu Trà hỏi. Ta. Không có gì sự. Trần Thanh Mai ngẩng người, vẫn là lắc đầu, ta sẽ không giống ngu minh nhã như vậy đối với ngươi, ngươi muốn hay không về nhà? Tại bệnh viện trụ đoạn thời gian kia, Trần Mẫn Quyên hỏi Hang ân cần, nàng cũng hỏi ngu trà một ít sự, biết ngu minh nhã đối nàng làm quá sự tình, chấn kinh rồi đã lâu, nàng cho rằng đại tiểu thư, nguyên lai là cuộc sống như thế. Trần Thanh Mai tâm tình thập phần phức tạp. Nàng từ một cái nông thôn nha đầu biến thành hào môn đại tiểu thư, quá thượng không dám tưởng tượng ngày, mà đã từng nàng cực kỳ hâm mộ nữ hài bất quá là cái dưỡng nữ. Ngu trà thùy mâu, đây không phải là ta gia. Trần Thanh Mai cơ hồ không có suy tư, thốt ra kia ngươi bây giờ là ở tại lục. Lục gia sao? Ngu trà ở ừ một tiếng, không muốn nhiều lời, lên lớp. Trần Thanh Mai ánh mắt phức tạp, có hảo nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đều bị những lời này ngăn chặn, mắt mở trừng trừng mà nhìn nàng hồi phòng học. Trần Mẫn Quyên đáp ứng, tại nàng 18 tuổi sinh nhật kia thiên công bố nàng thân phận, ngay tại tháng sau, nàng có thể chờ, dù sao cuộc sống như thế ai không muốn, ăn mặc hảo, ăn được ngon, còn có thể đọc hảo trường học. Nàng ký tiền cho trước kia gia, lúc trước bọn họ nhặt được chính mình, còn đem nàng dưỡng đại, nàng đương nhiên sẽ không quên. Bất quá là cá nhân cũng biết lựa chọn như thế nào. Trần Thanh Mai hít sâu vào một hơi, chuẩn bị trở về chính mình mới chuyển đi vào lớp, là tại tám bang, nhìn Hoàng Tống Nghệ sau đó, nàng không muốn cùng Ngu Minh Nhã đồng nhất cái lớp nàng đẩy cửa thời điểm xếp sau hai nữ sinh đang tại hưng phấn mà nói chuyện phím, ngươi chuẩn bị đưa cái gì lễ vật a à? một cái khác nữ sinh trả lời lần trước lục dĩ hoài sinh nhật ta đưa hắn đều không nhìn lần này ta nhìn nếu không đưa thư đi hắn thích đọc sách trần thanh mai từ các nàng bên cạnh trải qua hai nữ sinh liền ngừng xuống dưới không lại thảo luận dời đi đề tài đối các nàng đến nói tống nghệ cuối cùng hình ảnh lục dĩ hoài đổi đường động cơ không rõ mà Trần Thanh Mai tự nhiên cũng làm cho các nàng không thích. Đến Ninh Thành nhất trung học sinh phi phú tức quý, dư lại cũng là phổ thông trung hảo gia đình, Trần Thanh Mai các nàng tuyệt không thuộc, cho nên hiện giờ thân phận là bọn họ không nguyện ý kết giao. Rất nhiều chuyện cũng không tưởng nàng biết. Ngu trà trở lại chỗ ngồi của mình thường, nàng còn nhớ rõ vừa mới Trần Thanh Mai xoay người chạy bóng dáng, nàng lưng so trước kia thẳng nhiều. Đời này rất nhiều chuyện đều cùng đời trước bất đồng, Ngô Minh Nhã cùng Trần Thanh Mai thân phận đổi chỗ là lớn nhất biến cố, nàng không biết sẽ không sẽ ảnh hưởng cái gì, nhưng binh tới tướng ngăn nước tới đất chặn, nàng sẽ không sợ. Tan học sau, Ngu Trà lôi kéo Lâm Thu Thu đi ra ngoài trường, hai cái người ở bên ngoài ăn cơm, sau đó liền thẳng đến thư điếm mà đi. Nàng đặt mà đi xa xa một gia kể chuyện tiệm, bởi vì trường học bên cạnh thư điếm đều là cùng tư liệu thư chiếm đa số, không có nàng tưởng muốn Lâm Thu Thu chính mình tuyển mấy quyển mới, sau đó mới tại lầu hai khu vực tìm được ngu trà, ngươi tìm cái gì ni, lâu như vậy còn không thấy được. Ngu trà vừa vặn nhìn đến, nhãn tình sáng lên, xuất ra kia bản sách thật dày ôm vào trong ngực, hảo, đi thôi. Lâm Thu Thu thăm dò mắt nhìn, có eo phong, còn có tiếng Anh, nàng chợt một mắt cư nhiên không nhìn ra đây là cái gì thư. Ngươi muốn đưa cái này cho lục dĩ hoài sao? Nàng hỏi. Không là. Ngu trà lắc đầu. Đưa thư cũng được, nhưng là rất cũ, lục dĩ hoài lại không thiếu thư. Lâm Thu Thu gật gật đầu, vừa nói. Hai cái người về trường học khi còn sớm, ngu trà đem thư bỏ vào ngăn bàn, dùng mấy quyển tư liệu thư ngăn chặn, từ bên ngoài nhìn đoán không ra mới yên tâm. Tự học buổi tối khi, tai ba trong đột nhiên toát ra tới một cái mới thiếp mời mới tới học sinh chuyển trường, biết đi, muốn đưa người quà sinh nhật ni trần thanh mai hiện giờ vẫn là đại gia chú ý trọng điểm thiếp mời một phát ra liền có không ít người tại hỏi ý kiến tình huống nào đưa cho ai a à, là mới vừa nhận thức bằng hữu đi như vậy thoạt nhìn người cũng không tệ lắm ni gần nhất sinh nhật đưa cho vị kia a không là này tình huống nào cũng bởi vì lần đó cùng xuất hiện hiện tại đều đến tặng lễ vật nông nổi ta chỉ muốn biết đưa cái gì tuy rằng không biết như thế nào truyền tới nhưng ta chỉ chuẩn bị ăn dưa lục dĩ hoài không là người như thế nào lễ vật đều thu đưa không thu bình thường nhất trung các học sinh phần lớn đều là ăn dưa chiếm đa số mà các nữ sinh liền thập phần không vui vốn là lục dĩ hoài liền cùng ngu trà quan hệ như vậy hảo hiện tại lại tới nửa cái trần thanh mai tuy rằng thoạt nhìn không hề cùng xuất hiện nhưng là đổi đường khiến cho người nhớ kỹ ai biết lục dĩ hoài sẽ không sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Đây chính là lại nhiều một cái tình địch. Trần Thanh Mai được biết việc này thời điểm, cả người đều mộng, nàng ở cái này trường học mới trong không có bằng hữu, trước chụp tống nghệ, hậu kỳ đến trường thời gian rất ít. Ngồi cùng bàn hảo tâm khuyên, ngươi vẫn là biệt đưa đi. Ta vốn là chính là tưởng cảm ơn. Trần Thanh Mai tim đập bay nhanh, thì thào nói, nàng còn nhớ rõ quyển sách kia, là nàng đến bây giờ tới nay xem qua tốt nhất. Đưa cũng không thu, có cái gì dùng. Ngồi cùng bàn nói. Những lời này Trần Thanh Mai đã nghe được không ít lần, đối Lục Dĩ Hoài tính cách cũng hiểu biết được càng ngày càng nhiều, như vậy bất cận nhân tình nàng còn thật không biết, ít nhất đổi đường thời điểm. Trừ bỏ nói thiếu, tự hồ còn đỉnh hảo nói chuyện. Nàng cũng có chút ủy khuất, chính mình tuy rằng đối Lục Dĩ Hoài có mông lung ý tưởng, nhưng là biết chính mình bây giờ là bao nhiêu cân lượng. Hơn nữa hôm nay mới giao đồng học nhắc tới việc này, nàng liền thuận miệng nói đi ra ngoài, ai biết cư nhiên liền như vậy bị truyền đi ra ngoài. Tai ba trong thiếp mời càng ngày càng nhiệt. Trần Thanh Mai nghĩ nghĩ, đăng ký tân trướng hào, sờ soạn nửa giờ, mới rốt cục tại tai ba trong phản bác, các ngươi không cần nói bừa. Chính là loại này sự chính là không phản ứng tốt nhất, càng phản bác, phản mà người khác càng không tính. Đệ nhất tiết tự học buổi tối tan học thời điểm, Lâm Thu Thu đi trên lầu tìm thượng thần, không nghĩ tới sẽ đụng thượng Trần Thanh Mai cùng một người nữ sinh dằn co. Trần Thanh Mai chất vấn, ngươi vì cái gì nói như vậy? Nữ sinh nói, ngươi như thế nào khẳng định là ta? Trần Thanh Mai khí được không biết nói như thế nào, ta chỉ hỏi qua ngươi, không là ngươi chẳng lẽ còn có thể có người khác sao? Nữ sinh lại cười cười, tai biết có phải hay không ngươi cùng người khác nói, lại nói, việc này chẳng lẽ không phải thật vậy chăng ngươi muốn nhận rõ chính mình thân phận chim sẻ phi chi đầu thì phải là tại trong nhìn trần thanh mai vẻ mặt mờ mịt nàng mới biểu môi quả nhiên là không kiến thức như vậy đạo lý đơn giản cũng không biết trong trường học người nào không biết lục dĩ hoài cùng ngu trà quan hệ tuy rằng trong lòng không vui nhưng là ai làm cho mình can dự không đi vào trước sự còn rõ ràng ở trước mắt ai cũng biết đắc tội ngu trà hạ tràng ôn học hoa lúc trước ý tưởng đều còn không thực thi thành công liền bị đánh đến như vậy thảm tuy rằng đích thật là ôn học hoa chính mình có sai thương súng đánh chim đầu đàn vừa mới chuyển tới trần thanh mai chính là cái bia ngắm ai nhượng nàng là cái nông thôn nha đầu ni một tiết tự học buổi tối xuống dưới toàn giáo cơ hồ sở hữu yêu bác quái nữ sinh cũng biết việc này lâm thu thu sau khi trở về do dự vài giây mới nói cho ngu trà Nàng nói thầm nói, rốt cuộc là thật hay giả, Trần Thanh Mai chính mình nói nhượng các nàng đừng nói bừa, cũng không giải thích thiệt giả. Lâm Thu Thu kỳ thật hoài nghi là thật, dù sao không có khả năng đột nhiên truyền tới như vậy nghe đồn, hẳn là có chút căn cứ. Ngu trà ngòi bút nhất đốn, họa xuất một điều tuyến, nàng nhíu mày, đêm này trang bản nháp giấy phiên quá đi, ngươi vừa mới nói ta không nghe rõ. Lâm Thu Thu lần nữa nói một lần, ta vừa mới không phải đi trên lầu tìm thượng thần mà, liền mới vừa kiều đụng vào Trần Thanh Mai cùng một người nữ sinh dằn co, có cái nữ sinh đem Trần Thanh Mai muốn cho. Lục Dĩ Hoài đưa quà sinh nhật sự truyền đi ra ngoài. Nàng mắt nhìn ngu trà sắc mặt. Tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng nhận thức lâu như vậy, nàng có thể cảm giác được ngu trà tâm tình tựa hồ lập tức liền không thế nào hảo. Lâm Thu Thu nhanh chóng nói, ta nhìn hẳn là giả. Ngu trà nhấp nhấp môi khả năng đi. Một lúc lâu Lâm thu thu du du mà thở dài, lại bổ sung đạo, dựa theo lục dĩ hoài tính cách, khẳng định không sẽ thu người khác lễ vật. Nàng nghĩ thầm rằng luyến ái thật là kiện phiền người chuyện này, ngồi cùng bàn bàn trong thường xuyên có người khác đưa tình thư, nói bất định lục dĩ hoài cũng mỗi ngày tại tâm tắc ni. Ngu trà là thật không vui. Cho nên buổi tối quay về thời điểm, nàng ngồi trên xe, một câu cũng không nói lời nào, cả người đều thập phần trầm mặt, Nghiễm nhiên một cái héo nụ hoa. Lục dĩ hoài hỏi, như thế nào, không vui? Không có. Ngu trà mi mắt run rẩy, theo bản năng mà phủ nhận. Đúng lúc này, lục dĩ hoài đột nhiên vươn tay giữ chặt cổ tay của nàng, tới gần nàng bên tai, trầm giọng hỏi, mặt như vậy nhăn, tưởng cái gì? Ngu trà muốn lôi xuất chính mình tay, không có thể thành công, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi, không có, nhìn lầm rồi. Giọng điệu có chút cứng ngắc, khóe miệng đều có thể quải du bình nhìn đến nàng không được tự nhiên bộ dáng lục dĩ hoài cười khẽ thanh hơi thở ấm áp lạc tại nàng cổ chỗ nhiệt khí lan tràn đến nàng bên tai sau từ từ nhiễm thượng thiển thiển ửng đỏ đây là lần đầu tiên giống như hắn chính là cảm thấy bộ dạng này ngu trà rất khả ái sinh động hoặc bát trong lòng liền sinh ra tưởng đậu nàng cảm xúc áp không ngừng lục dĩ hoài hỏi ngươi đang ghen phải không tác giả có lời muốn nói ngủ ngon sao sao Chương 50 50 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngu trà còn tại xuất thần, liền bị hắn nói tâm khẩu nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi phải trả lời, không có, không có. Sợ hắn tưởng nhiều, nàng liên tiếp nói hai cái không có, nhưng không có nhớ tới lại ông tôi ở bụi này đạo lý. Lục dĩ hoài biểu tình phai nhạc điểm tân. Ngu trà lén lút ngắm hắn một mắt, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì đành phải mân môi, ngồi ở chỗ kia cúi đầu ngẩn người. Hảo tại thời gian này không gian nan, không bao lâu liền tới lục gia. Ngu trà xuống xe sau, thấy lục dĩ hoài mặt không đổi sắc, tự hồ không vui, cũng có chút nhút nhát, nàng vẫn là sợ hắn không cao hứng. Đại khái là đời trước mang lại đây, liền giống nàng mỗi lần nhìn đến lục dĩ hoài nói một ít nói thời điểm, tổng là khống chế không được đi tưởng trước kia phát sinh quá. Ngu trà gõ gõ chính mình đầu ngươi đang làm gì đó lục dĩ hoài quay đầu lại hỏi hắn trạm trong bóng đêm chỉ có tiểu lộ cái đấy khoảng cách tiểu ánh đèn ánh ở sau lưng phụ trợ cả người xuất trần tuyệt thế ngu trà thu hồi tay bối tại thân hậu liền như là một cái làm sai sự hài tử lục dĩ hoài vừa thấy nàng như vậy sẽ không có tính tình hít sâu vào một hơi thùy mâu trầm giọng nói lại đây ngu trà lề mề đi qua nàng tay bị lục dĩ hoài bắt lấy, bao vây tại hắn lòng bàn tay trong, cũng không nói gì, liền như vậy một đường đi trở về tiểu lâu trong. Vẫn luôn đến trở lại chính mình trong phòng, ngu trà vẫn có chút mộng mộng. Lục dĩ hoài cư nhiên không có nói nàng. Ngu trà ở trên giường lăn hai cái, lại nghĩ tới lục dĩ hoài ở trên xe cái kia vấn đề, cắn môi. Nàng như thế nào sẽ ăn giấm, nàng chưa từng có ăn quá giấm, cũng không biết ăn giấm là cái gì tư vị, cho nên nàng cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, ngu trà vẫn có chút phiền. Nàng tắm rửa xong đi ra, vi chắc đàn trong lâm thu thu cùng thượng thần chính tại nói chuyện phím, ta hôm nay nhìn kịch truyền hình tức chết ta, toát ra tới một cái lạc kê mối tình đầu, nam nhân vật chính đối nàng ý khó quên. Thượng thần theo sát mà an ủi, dù sao không là nữ chính, ngươi liền mau vào, khẳng định không bao lâu liền hạ tuyến ngu trà không thế nào nhìn kịch, liền không xen mồm. Nàng lên mạng tìm tòi một ít đưa cho nam sinh cái gì quà sinh nhật thích hợp, xuất hiện đáp án đều là phổ thông, tuyệt không nổi bật. Tuy nói đưa cái gì đều là tâm ý, ngu trà vẫn là tưởng đưa một cái có ý nghĩa, bởi vì này đời là nàng làm lại từ đầu. Mà lục dĩ hoài, đã từng cứu chuột nàng. Ngu trà ôm các loại kỳ kỳ quái quái ý tưởng đi ngủ, ngày hôm sau đi trường học còn mơ mơ màng màng, vẫn luôn đến sớm đọc khóa tan học mới thanh tĩnh. Nàng là thật không nghĩ tới đưa lục dĩ hoài cái gì lễ vật, cho nên có rảnh thời điểm liền tất cả đều tại vắt hết ốc mà tưởng. Nhưng là tưởng không đại biểu liền có thể nghĩ đến. Làm ngồi cùng bàn kim khuê mật, Lâm Thu Thu liền thường xuyên cùng nàng hội báo hôm nay lại có cái gì nữ sinh lễ vật bại lộ, cái gì nữ sinh mua cái gì đồ vật hư hư thực thực là đưa cho lục dĩ hoài. Dẫn đến ngu trà cả người đều căng chặt đứng lên người khác đều chuẩn bị tốt nàng nếu là đến thứ tư còn không có chuẩn bị tốt chẳng phải là chính mình cũng không có gì dùng chạng vạn cuối cùng một tiết khóa thời điểm này tiết khóa là giảng bài thi ngu trà liền cắn bút tự hỏi hoàn hảo lão sư tọa tại mặt trên cũng không xuống dưới vẫn luôn đến tan học thời điểm nàng đều không có nghĩ đến ba cái người cùng đi ra ăn cơm chiều lâm thu thu nhìn ngu trà vẻ mặt sầu khổ bộ dáng nhìn không được nói ngươi nhìn ngươi hai ngày này đều mất hồn mất vía, ta xem ta cùng thượng thần sinh nhật ngươi cũng không như vậy để bụng. Thượng thần cũng đi theo bổ sung, chính là ngươi suy nghĩ lâu như vậy, không muốn nói cho chúng ta biết ngươi còn cái gì đều không có nghĩ đến. Ngu trà có chút ủy khuất, các ngươi lễ vật ta biết như thế nào đưa, chính là ta hiện tại không có đầu mối. Nàng là thật không biết đưa cái gì, nghĩ đến một cái hạ một giây liền sẽ bị chính mình phủ nhận rất, đã phủ định rất hảo vài cái. Ai thượng thần cũng thay nàng du du mà thở dài ta nhìn nếu không như vậy đi lâm thu thu đột nhiên toát ra đến cái ý tưởng ta nghe nói đêm nay có một hồi khói lửa tiệc tối sẽ có hảo mấy giờ ngươi muốn hay không đi lấy cái phiếu khói lửa tiệc tối ngu trà hỏi đúng vậy chính là phóng pháo hoa lâm thu thu giải thích nói hiện tại không là không cho tại thành thị trong phóng pháo hoa mà nhưng là có địa phương vẫn là có thể cái này vãn sẽ kéo dài đến trạng sáng, vừa vặn quá cái 12 giờ. Ngu trà bị nàng nói được có chút tâm động. Bồi hắn cùng nhau nhìn một hồi khói lửa tiệc tối tự hồ không sai. Lâm Thu Thu nhìn nàng có chút ý động bộ dáng, liền tiếp tục nói, ngươi nếu là tưởng, chúng ta liền cùng đi mua phiếu, đã muộn không chừng sẽ không có. Ngu trà rốt cục gật đầu, hảo. Đêm nay cơm chiều rốt cục ăn được rất hài lòng, các nàng không chậm trễ thời gian, trực tiếp đánh xe đi bán phiếu địa điểm. Bán phiếu công tác nhân viên đang tại thu dọn đồ đạc, nhìn đến các nàng lại đây, ngại ngùng, bán phiếu thời gian đã trải qua. Ngu trà quýnh lên, có thể hay không lại dàn xếp một chút. Công tác nhân viên là cái muội tử, nhìn đến nàng lớn lên khả ái, lại thật sự gấp, nghĩ nghĩ nói, chúng ta công chúng hào thượng còn có cái hoạt động, tập tán số lượng được đến 30 cái, là có thể được đến phiếu, cái này là không hạn khi ngu trà tìm được bọn họ công chúng hào mắt nhìn. Cái này hoạt động là không có thời hạn cuối cùng, chỉ cần buổi tối đi hiện trường, đưa ra điểm tán sổ, bất luận là cái nào xã giao phần mềm, chỉ cần là thường thấy đều có thể, là có thể tiến vào hiện trường. Ngu trà lại hỏi kia nếu như là hai cái người đâu. Công tác nhân viên cười cười đương nhiên muốn 60 cái tán. Hoặc là liền hai cái người từng người tập tán 30 cái ngu trà lộ ra một nụ cười, cảm ơn. Tập tán đối với nàng mà nói cũng không xem như khó khăn, bằng hữu vòng đương nhiên là không thể phát, nhưng là nàng ủy bộ là có thể. Trước tiên phát có lẽ sẽ bị lục dĩ hoài biết, nàng ủy bộ miếng như vậy nhiều, chỉ cần tại đi hiện trường trước một phút đồng hồ phát rồi là có thể biết. Về trường học thời điểm đã là tiếp cận tự học buổi tối thời gian. Lâm Thu Thu chế nhạo nói, không là ta nói, trà trà, ngươi khẩn trương như vậy, ngươi liền không một chút điểm cảm giác sao thượng thần lại là trạc phân tích ngươi hiện tại bộ dáng cùng những cái đó thầm mến lục dĩ hoài các nữ sinh đều không có gì khác nhau ngu trà bị các nàng nói được hoảng sợ nhìn nàng mộng mộng mê mê bộ dáng lâm thu thu ai một tiếng không nói qua luyến ái chính là như vậy ngươi chính mình nói ngươi có phải hay không thích lục dĩ hoài ngu trà là không nói qua luyến ái nhưng là nàng cùng lục dĩ hoài đời trước từng thân mật ở chung quá cho nên nàng đời này như thế nào thân mật đều không cảm thấy có cái gì vấn đề nàng thói quen chính là giờ phút này bị các nàng vừa nói như thế ngu trà lần đầu tiên bắt đầu ý thức được giống như thật là rất không thích hợp lâm thu thu bài ngón tay phát ra cuối cùng một cái nghi vấn lục dĩ hoài khẳng định là thích ngươi không phải liền không sẽ như vậy che chở ngươi ngươi sao ngươi cảm thấy ngươi là thích vẫn là không thích mua trà mở to mắt to chiếu ra hai cái bằng hữu mặt thích vẫn là không thích thứ ba ninh thành nhất trung tai ba rất là náo nhiệt có lâu chủ mở cái thiếp mời đầu phiếu hôm nay ngày mai đi nhất ban tặng lễ vật có bao nhiêu người bị ném lại có bao nhiêu người còn có hay không bị lưu lại cái này sự rất lửa nóng ăn dưa quần chúng thật nhiều không có gì bất ngờ xảy ra mà sở hữu người đều cho rằng cuối cùng hạng nhất số lượng là linh Ngu trà cũng nhìn thiếp mời, nghĩ thầm rằng cuối cùng mới không phải là Linh Ni. Nàng lễ vật liền tính lục dĩ hoài không tiếp vậy cũng không được, dù sao nhìn khói lửa tiệp tối chẳng khác nào lưu lại. Như vậy tưởng tượng, ngu trà nhịn không được gợi lên khóe môi. Tự học buổi tối kết thúc thời điểm đã tiếp cận 9 giờ, toàn bộ trường học đều bắt đầu tranh cãi ầm ĩ ồn ào náo động, tự hồ là cùng ban ngày không hề khác nhau. Lâm thu thu bối bao, cổ vũ nói trà trà, ngươi nếu là ngày mai khởi không đến ta liền giúp ngươi xin phép ngu trà nhất thời tưởng oai ngươi nói cái gì đó lâm thu thu chạy suốt phòng học đứng ở trên hành lang cười ha ha ngươi chính mình rõ ràng tưởng nhiều còn trách ta ta về nhà trước ngươi chú ý an toàn úc nhìn đồng học một mỗi cái ly khai phòng học ngu trà cũng bối bao hướng nhất ban đi nàng đêm nay không trang cái gì đồ vật nàng vừa đến nhất ban liền nhìn đến tầng du ở phía trước nhảy Tần Du đối nàng chớp chớp mắt, tự hồ là hàm có ý tứ gì, không nói gì liền cùng Tô Ngọc đi ở phía trước. Giờ phút này trong sân trường gió lạnh từng sợi. Ngu trà xuyên mỏng áo lông, lại tuyệt không mập mạp, ngược lại sấn được kiều tiểu linh lung, lục dĩ hoài. Lục dĩ hoài ngồi ở xe lăn, ân. Hắn ở trong trường học còn như trước là như vậy, một chút cũng không để cho người khác biết hắn đã có thể đứng lên đi đường. Ngu trà nhéo nhéo cái mũi, nhỏ giọng nói, thu thu cùng ta nói đêm nay có khói lửa tiệc tối, ta muốn đi xem. Lục dĩ hoài dương mắt nhìn nàng, khói lửa tiệc tối. Ngu trà hung hăng mà gật đầu. Lục dĩ hoài câu môi, khảo. Ngu trà tổng cảm giác hắn không thích hợp, nhưng tùy theo mà đến ý tưởng tất cả đều bị hôm nay buổi tối sẽ phát sinh sự tình bổ khuyết, căn bản không có nhiều hơn suy tư. Khói lửa tiệc tối địa phương không tại nội thành cho nên Trần Thúc lái xe hoa rất dài thời gian mới đến mục đích địa, đến thời điểm tiệc tối đã bắt đầu một đoạn thời gian. Ngu trà nắm chặt thời gian phát rồi điều ơi bộ. Không mấy phút đồng hồ, điểm tán sổ liền hảo mấy trăm. Trần Thúc nói, thiếu gia tiểu thư ta đi mua phiếu. Nếu như là sớm quyết định, căn bản là không cần như vậy, lục gia sẽ an bài hết thảy, nhưng hắn nhìn thiếu gia thích thú, sẽ không có lắm miệng. Không cần mua phiếu. Ngu trà phủng di động cười cười, đem màn hình đưa cho kiểm phiếu cái kia công tác nhân viên nhìn. Công tác nhân viên xác minh sau liền nhượng bọn họ đi vào. Giờ phút này chính trực đêm khuya, toàn bộ bờ các biên một mảnh hắc ám, xa xa tựa hồ còn có thể nghe được nước biển đập thanh âm, không thiếu tiểu bán hàng trong tại bán phát quan đồ trang sức, tiểu hài tử hoang thanh tiếu ngữ. Ngu trà mua một cái lan lỗ tai, trả tiền sau quay người lại, đủ mọi màu sắc loan loáng hạ, Lục Dĩ Hoài đứng ở cách đó không xa. Hắn không có tọa xe lăn. Ngu trà hỏi, ngươi có muốn không? Lục Dĩ Hoài nói, ngươi chính mình mang. Ngu trà biểu môi, không dám phản bác. Phía sau mới vừa lại đây Trần Thúc thấy như vậy một màn, nhịn không được nói, tiểu thư ngươi mua hảo cho thiếu gia mang là có thể. Ngu trà nháy mắt mấy cái, thật vậy chăng? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng nàng là động tác tấn tốc nắm lên trong đó một cái cho lục dĩ hoài đeo lên, so nàng cao không thiếu thiếu niên không động. Có chút đang tại chụp ảnh người lén lút chụp được nhất trương, bờ biển ban đêm rất lạnh, có người ở bên cạnh thịt nướng, khói lửa khí cùng hương khí thuận theo truyền đến chung quanh, lại từ từ phiêu tán. Lục dĩ hoài thấp mâu, hỏi như thế nào nhớ tới nhìn khói lửa. mu trà khẽ dừng động tác vừa vặn đêm nay có. Nàng càng nói càng chột dạ, huống hồ nàng cho tới bây giờ sẽ không có tại lục dĩ hoài trước mặt nói dối thành công, như vậy ngược lại như là không chỗ nào che giấu. Ngu trà đành phải nhỏ giọng nói, ngươi ngày mai sinh nhật. Lục dĩ hoài nhướng mày hỏi, sau đó đi. Ngu trà nghĩ thầm rằng còn có cái gì sau đó, đây là quà sinh nhật A, à, nhưng là chính mồm nói ra không biết như thế nào có chút nhục nhã. Lục dĩ hoài hơi hơi không lưng, cùng nàng đối diện, quà sinh nhật. Ngu trà mi mắt trung lên, gật gật đầu. Ân. Lục Dĩ Hoài rất thích nàng như vậy ngượng ngùng bộ dáng, tuy rằng hắn nữ hài còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là rất nhanh. Rất nhanh liền sẽ 11 giờ 50 thời điểm, khói lửa bắt đầu phóng. Không trung bị sáng lạn pháo hoa đắp mãn, một cái chưa nghĩ, một cái khác lại khởi, tiếng hoang hô nổi lên bốn phía, cùng với cả trai lẫn gái trêu đùa thanh. Tại hoàn cảnh như vậy hạ, thời gian quá được rất nhanh vẫn luôn đến tiếp cận 12 giờ, khói lửa phiêu lượng trình độ bắt đầu gia tăng, càng ngày càng sáng lạng nhiều màu, thường thường mỗi một cái xuất hiện liền khiến cho một mảnh kinh hô. Ngu trà đều mau nhìn ngây người. Nàng đặt ở túi trong điện thoại di động chấn động đứng lên, lấy ra vừa thấy, tự nhiên còn kém cuối cùng một phút đồng hồ liền tới 12 giờ. Ngu trà mạc danh mà khẩn trương lên. Nàng bất an mà giật giật chân, cũng không biết tại sao mình đột nhiên khẩn trương lên, nhếch môi quay đầu nhìn bên cạnh lục dĩ hoài. Vừa mới lục dĩ hoài cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Ngu trà vội vàng thu hồi tầm mắt, môi tiểu tiểu mà mở ra, hô xuất một hơi, lại mắt nhìn điện thoại di động, thời gian một cái nhảy lên. 12 giờ qua. Ngu trà không kịp tưởng chính mình trong ốc loạn thất bát tao đồ vật, xoay người bắt lấy lục dĩ hoài tay áo, sinh nhật vui vẻ. Nàng phóng đại không thiếu thanh âm. Cũng không người chú ý nơi này, bọn họ bên cạnh liền có một đối tại hôn nồng nhiệt, ngu trà nhìn thoáng qua liền xấu hổ đến dời đi tầm mắt. Nàng đối thượng lục dĩ hoài đôi mắt, tinh quang rạng rỡ, ảnh ngược xuất nàng nửa cái cắt hình, lâm thu thu nói lại xâm nhập ngu trà trong đầu. Ngu trà cả người đều mê mê vựng vựng. Có lẽ là không khí, có lẽ là xúc động, nàng nắm chặt trong tay tay áo, đột nhiên nhón chân, thấu đi lên. Chung quanh thanh âm tự hồ cũng rời xa mà đi có chủ bá lấy di động phát sóng trực tiếp, tại tiệc tối trên bờ các nơi nơi đi dạo, nhìn đến bên kia một đối người, không tự chủ được mà đem chi chụp được đến. Đạn màng lập tức liền nhiều hơn, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến hai người kia mặt nghiêng, nhưng ta biết là soái ca mỹ nữ là có thể. Quả nhiên soái ca đều là cùng mỹ nữ tại cùng nhau. Như vậy hôn môi, bối cảnh hảo mỹ a a a. Ô ô ô ta tâm động, vì cái gì ta đều hơn 20 tuổi còn không có bạn trai, ta cũng tưởng điềm điềm luyến ái. Phát sóng trực tiếp chủ bá cũng nhanh chóng rời đi chỗ khác phòng trực tiếp, lại vẫn là nhịn không được chính mình quay đầu lại đi nhìn. Gió đêm vi lạnh. Cách đó không xa thiếu nữ nhóm chân chân, song mâu đóng chặt, tự hồ còn có thể nhìn đến nàng đang khẩn trương bất an, mi mắt run rẩy, trảo che mặt trước thiếu niên. Sau lưng khói lửa trong nháy mắt nở rộ, chợt ngươi thắp sáng bầu trời đen nhánh, chiếu xuất tựa vào một chỗ thân ảnh